xanh tưng bừng, hát ca vui mừng ngày trần gian ngập trong nắng mới, bằng hào quang đơm hoa đón dâng Thế Tôn ra đời, soi sáng cho muôn loài thoát vòng của ai chiến niên, hãy có tiếng nhạc trời gió ngân ngang ngàn lời. Xin được thân ái kính gửi lời chào tất cả quý học viên trở lại với buổi nói chuyện của ngày hôm nay do Trường Cao đẳng Phật giáo thực hiện. Và buổi giảng ngày hôm nay cũng nói đến hình ảnh của Đức Phật với tất cả những cuộc sống và những vị đệ tử. Từ đó thì chúng ta sẽ học theo những cái hạnh của Đức Phật cũng như là những cái hạnh của vị đại đệ tử Đức Phật. Và để bắt đầu cho chương trình của buổi nói chuyện ngày hôm nay, chúng tôi xin được mời tất cả quý học viên cùng với tất cả quý thân hữu, chúng ta cùng chắp tay niệm danh hiệu Đức Phật để cầu cho Đức Phật gia hộ cho chúng ta có được một trí tuệ sáng suốt, và chúng ta sẽ đi đúng với những cái chân lý mà Đức Thế Tôn đã thuyết giảng trên 2500 năm về trước, để chúng ta có cái cơ hội đem ánh sáng của Đức Phật vào trong tâm hồn của chúng ta. Xin trân trọng kính mời toàn thể đại chúng cùng với chúng tôi chắp tay cầu danh hiệu Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Thích Ni Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ni Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn toàn thể quý học viên. Hôm nay thứ sáu, chương trình của chúng ta đã đổi lại một giờ để phù hợp với tất cả những cái giờ giấc của các quốc gia Âu Châu, Việt Nam và Úc Châu. Do đó thì chúng ta đang ở tại Hoa Kỳ, thành thử ra cái giờ nói chuyện cùng tất cả quý học viên chúng ta sẽ kéo lại một giờ, là từ 6 giờ trở lại là 5 giờ. Thì đây cũng là một cái điều bất tiện. Tuy nhiên thì vì cái đại chúng, vì tất cả những học viên khắp nơi, thì chúng ta cũng hoan hỷ để có thể có được một cái sự tham dự đông đủ của tất cả quý học viên khắp nơi. Trong tuần lễ vừa qua, chúng ta đã học về cái hình ảnh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Từ ngày Giáng sinh đến ngày xuất gia và đến ngày thành đạo, cuối cùng đến ngày nhập Niết Bàn ở tại vườn Sa La Song Thọ. Hình ảnh đó đã cho chúng ta thấy suốt quãng đời 45 năm thuyết pháp của Ngài đã đi hết các đoạn đường trên hang cùng ngõ hẻm của xứ Ấn Độ để đem đến những điều chân lý cho tất cả mọi người. Thì kính thưa tất cả quý học viên, trong suốt 45 năm hoằng hóa đạo dương, hình ảnh của Đức Thế Tôn là một hình ảnh của một con người tận tụy đem chân lý khai sáng cho tất cả mọi người. Bởi vì cái đại thù thắng là Đức Phật vì cái nhân duyên mà đem đến cho chúng sanh
để khai cho chúng sanh cái ngộ nhập Phật tri kiến, tức là làm cho chúng sanh biết được cái Phật tính ở trong người chúng ta. Do đó Ngài đã nỗ lực cùng với tất cả những đại đệ tử của Ngài trong suốt một quãng đường dài trên gần 5 thập niên để đem đến cho tất cả mọi người, từ vua quan cho đến những hàng thứ dân, từ những người bán gánh bán bưng cho đến những người lam lũ, từ tất cả những hạng người không phân biệt già trẻ trai gái, đều là những người theo cái chân lý của Ngài được giải thoát một cách trọn vẹn. Chính vì điều đó mà chúng ta mới cảm nhận cái ơn đức của Đức Thế Tôn. Mà chúng ta cảm nhận cái ơn đức của Ngài đó, chúng ta phải thực tập cái tình thương thật sự bao la. Chúng ta phải thương cái hình ảnh của Đức Phật, thương những cái công năng của Ngài đã lặn lội để mà tạo cho chúng ta có được trí tuệ sáng suốt, tạo cho chúng ta có cái con đường mà chúng ta không đi vào cái vòng sanh tử luân hồi. Tất cả các học viên cùng với chúng tôi ở đây, chúng ta đều là những con người bị trầm luân nó trôi lăn không biết bao nhiêu triệu kiếp, hàng hà sa số kiếp, để rồi ngày nay chúng ta đến được một cái bước đường mà được gọi là trung bình, chính là con người. Mà nếu chúng ta ở trong cái trung bình là con người này đó, mà chúng ta không có một cái giáo lý của Đức Phật để chúng ta tiến tu trên cái con đường đạo hạnh đó, thì chúng ta sẽ bị vô minh bởi cái tham lam, cái sân hận, cái si mê, cái tà kiến, cái chấp kiến thủ, cái phẫn hận, cái ái ôi, nó nằm trong người mình, nó lôi cuốn mình, nó gọi là truyền sử đó, nó che mình, để rồi mình sẽ làm những cái công việc không có tốt cho thế gian. Mà dĩ nhiên không có tốt cho thế gian á, thì chúng ta lại bị trôi lan lại trong cái vòng sinh tử đi xuống chứ không phải là đi lên. Bây giờ chúng ta cho 6 cái con đường trời, người, Atula, ngạ quỷ, súc sanh. Thì chúng ta thấy những cái con đường đó là chúng ta đang đi lên cái mắt bé của cái hàng cao rồi, tức là con người. Nhưng mà nếu không khéo đó, chúng ta sẽ bị đọa lạc, đọa lạc một cái con đường súc sanh, đọa lạc một con đường ngạ quỷ, đọa lạc một con đường Atula. Và mỗi một lần mà chúng ta đọa lạc như vậy đó, thì chúng ta rất là khó để trở lại cái thân người. Cho nên Đức Phật nói rằng thân người là khó, mà khó thiệt. Chúng ta phân tích theo cái kỹ thuật thì chúng ta biết rằng từ đất đá tạo nên những cái hình dáng của cỏ cây, từ cỏ cây tạo nên những loại thai sinh, noãn sinh, nào là chim cò, rồi đến những cái loại mà bò bay mái cửa, đến muôn thú, rồi đến cọp beo. Mãi mãi như vậy, nó trôi lăn như vậy cả hàng tỷ tỷ kiếp, rồi nó mới được tạo thành những con người. Và dĩ nhiên, nó là những con người, nó không có đồng nhất. Có thể là con người u mê ấm chứa, nó có thể là những con người cũng chỉ là con người với một cái nghĩa là con nhiều hơn là người, tức là mình có một cái thân xác này nhiều hơn là trí tuệ. Nhưng mà rồi dần dần chúng ta cũng may mắn tiến tu để trở thành một con người như chúng ta ngày hôm nay. Có nghĩa là chúng ta đã có được một con người với đầy đủ những thân hình, chúng ta có được con người với đầy đủ trí tuệ, chúng ta có được một con người với đầy đủ những cái lý luận, biết sống, biết nhân cách, biết lễ nghĩa trí tín. Mà biết được như vậy đó là chúng ta nhờ cái sự giáo hóa. Mà nếu chúng ta không có lấy một cái ơn nặng, chúng ta không cảm ơn được cái ân đức vô cùng to lớn đó, thì chúng ta sẽ không cảm nhận được. Bởi vì chúng ta biết được chúng ta được như thế này đó là nhờ cái phước lực vô biên đó, cho nên chúng ta phải cảm. Mà khi chúng ta cảm đó, thì chúng ta phải đem vào trong người của chúng ta.
để từ đó chúng ta phát sinh cái lòng thương yêu và kính trọng. Cho nên người ta nói rằng có thương, có hiểu. Bởi vì không hiểu thì không thương. Cho nên chúng ta phải hiểu được con người của chúng ta như vậy để chúng ta thương Đức Phật. Bởi vì Đức Phật là tượng trưng cho trí tuệ, từ bi, yêu thương và hỷ xả. Thì trong suốt cả một cái cuộc đời hành hoạt của Ngài đó, chúng ta đã biết rằng Ngài có rất nhiều đồ chúng. Đó cũng là một cái duyên từ vô lượng kiếp. Như là chúng ta thấy rất nhiều những cái giáo phái mà trong lúc Ngài thành đạo ở tại xứ Ấn Độ có gần 70 cái giáo phái. Họ thờ nhiều cái đa thần giáo, nào là thần lửa, nào là thần cây, nào là thần sấm sét. Và cái đạo Bà La Môn lúc bấy giờ rất là vững mạnh, thờ Phạm Thiên, Shiva, Venus như hôm trước chúng tôi có thưa với quý vị. Cho nên đó, với một cái xã hội mà đầy dẫy những cái tư kiến, những cái triết thuyết, với tất cả những cái sự kiện đã khiến cho con người khó có thể hình dung ra được một lời nói của Đức Phật, đã thuyết hết tất cả những cái điều mà người ta đã thấm vào trong cái lòng của họ hàng triệu triệu năm. Cho nên mình mới thấy rằng cái ngôn từ từ cái kim khẩu của Đức Phật mà thuyết ra nó phải là một cái công năng vô lượng, cái công năng mà để hóa độ, để chế ngự người khác, để mà họ phải quy phục. Nó không phải dùng một cái công năng bình thường là lý thuyết, mà nó phải là một cái công năng bởi những cái thân chứng của Ngài. Tức là cái thân giáo của Ngài khiến cho người khác thấy được cái sự giải thoát. Ai trong chúng ta cũng có thể nói giải thoát được. Nhưng mà giải thoát là như thế nào? Bởi vì cái con người giải thoát và con người không giải thoát, nó không có một cái certificate, nó không có một cái bản tên để rằng tôi đã giải thoát hay là tôi không giải thoát. Thì cái điều đó đó, Đức Phật đã được giải thoát. Nhưng mà làm thế nào để cho người khác nhìn thấy Đức Phật là người giải thoát? Chuyện đó nó thật là khó. Cho nên cái thân chứng là cái giáo pháp của Ngài qua cái hình ảnh của Đức Phật, nó trở thành một cái bầu nhiệm vô cùng. Và vì vậy Ngài đã chinh phục không biết là bao nhiêu người, và đặc biệt là những người trong thân tộc của Ngài, là những vương tôn công tử. Mà cái chuyện này chúng ta không thể nào có thể hiểu được và diễn bày được. Sau khi Ngài đã thành tựu với cội Bồ Đề, mấy năm sau Ngài cùng với chư đại đệ tử trở về thành Ca Tỳ La Vệ. Và người mà Ngài gặp chính là phụ hoàng của Ngài, Tịnh Phạm Vương. Và người mà người thứ hai người Ngài gặp cũng chính là Gia Du Đà La, là người vợ thân yêu của Ngài. Rồi đến La Hầu La là những người con, người con của Ngài. Rồi đến dì mẫu của Ngài Ma Ba Xà Ba Đề. Rồi đến Ma La là những người mà trước đây đã từng tìm mọi cách để đẩy Ngài khỏi cái thành Vương Xá Ca Tỳ La Vệ, để cho con của họ được lên làm vua. Nói chung trong hoàng tộc mà như chúng tôi vừa kể cách đây hơn một tuần này, là Đức Phật là con của vua Tịnh Phạn, là người anh cả. Sau đó thì vua Tịnh Phạn lại có ba người em, Học Tịnh, rồi Thiết Mục Tịnh, rồi Lóc Tịnh, đã cưới 8 chị em. Trong đó có Vi Ý, tức là Mahabhasabade là chị cả. Đại Huệ là hoàng hậu Maya sau này, là chị cả và người em út, trở thành vợ của Đức Vua Tịnh Phạn. Còn 6 bà còn lại đều là vợ của 3 hoàng đệ của Tịnh Phạn Vương. Thì sinh ra rất nhiều những người con, mà những người con này đó sau này cũng trở thành những người nổi tiếng. Ví dụ như Ananda, ví dụ như là những vị mà chúng ta thường kể Đề Bà Đạt Đa chẳng hạn, thì đó là những người mà Ananda, vân vân và vân vân. Thì bây giờ chúng ta mới thấy rằng Đức Phật đã có một cái năng lực như vậy đó. Thành thử ra khi mà Ngài đã chứng đạo, thấy được cái cuộc đời sanh tử
và có một cái con đường giải thoát. Khi đã thấy được cái con đường giải thoát rồi đó, Ngài mới đem đến cái bài học vô cùng vi diệu. Và từ trước đến nay chưa có ai khai thông thuyết pháp cho năm anh em ông Kiều Trần Như. Và chính năm anh em ông Kiều Trần Như ở tại vườn Lộc Giả đó, đó đã trở thành những vị A-la-hán đầu tiên để chứng đắc được, hiểu được và có thể giải thoát được cái sanh tử ngay tức thời. Thì lúc bây giờ Đức Phật đã có nhiều đệ tử, mà có lẽ là chúng ta cũng thấy rằng Ngài cũng đã chinh phục được các vị ca diếp. Đó là những vị mà sau này đã đem đến cho giáo đoàn của Đức Phật cả ngàn vị đại đệ tử. Thì đó là những vị ca diếp mà không phải là đại ca diếp như chúng ta thường nghe. Để rồi tiến đến đây có dịp chúng tôi sẽ nói sơ cho quý vị nghe. Nhưng mà sở dĩ Đức Phật đem đến cái giáo pháp cho tất cả mọi quốc gia ở trong cái xứ Ấn Độ lúc bây giờ, có thể nói đến những người giỏi nhất, tài ba nhất, lỗi lạc nhất, đó là những vị mà có thể giúp cho chúng ta thấy được cái chánh pháp của Đức Như Lai diễn bày. Đầu tiên thì có lẽ là chúng ta biết đến những vị đại đệ tử của Đức Thế Tôn, trong đó có những vị như là Ngài Trưởng Lão Đại Ca Diếp, Ngài Đại Mục Kiền Liên, Ngài Ca Chiên Viên, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài A Na Luật. Những vị đó đã trở thành những đại đệ tử của Đức Phật, và chính những người đó đã giúp cho Đức Phật đem cái giáo pháp tỏa rộng khắp muôn phương. Và vì vậy mà khi nói đến cái giáo pháp của Đức Như Lai, chúng ta cần phải hiểu được tại sao mà Đức Như Lai lại có được những cái vi diệu như vậy. Thì cái sự vi diệu đó, đó nó đã tạo cho chúng ta thấy được cái bước tiến mà Đức Như Lai đã đem đến cho chúng sanh qua những hình ảnh của các vị đại đệ tử của Ngài như thế nào. Trước hết, có lẽ là chúng ta phải nói sơ về Trưởng Lão Đại Ca Diếp, người mà được phong tặng là đầu đà đệ nhất. Bởi vì Trưởng Lão Đại Ca Diếp là một người đặc biệt. Trong 45 năm thuyết pháp, với hơn 300 hội thuyết pháp, Đức Phật đã để lại hàng ngàn các pháp môn. Tùy cái căn cơ trình độ, tùy cái hoàn cảnh mà người đệ tử có thể chọn những cái pháp môn để mà tu hành. Chúng ta thấy đến giờ lúc này đấy, chúng ta có biết bao nhiêu tông phái, nào là niệm Phật, nào là tụng kinh, nào là ngồi thiền, nào là trì giới, nào là bố thí, nào là làm những cái việc phước thiện, hoặc là những vị khất sĩ thì đi trì bình khất thực. Thì tất cả những hành trì theo cái hạnh nào đều được tốt đẹp, đều được kính nể, đều được quý trọng. Thì trong số những thánh chúng đó, chúng ta cũng cần nhắc đến Ngài Maha Ca Diếp là người đã dốc lòng gìn giữ những cái phạm hạnh, cho nên được Phật và thánh chúng tôn xưng là vị đầu đà đệ nhất. Chữ đầu đà này là cái sự khổ hạnh. Dĩ nhiên là cái sự khổ hạnh này đó, nó không phải là dùng cho cái thân này được vinh thăng phì gia, kể cả vấn đề ăn uống, nằm ngủ, cũng như là đi đứng nằm ngồi ở trong một cái khuôn khổ hết sức là khổ hạnh. Bởi vì Ngài Đại Ca Diếp không phải là cái người bằng cùng khổ não như chúng ta tưởng, mà Ngài là người sinh ra trong một gia đình hào phóng với đầy đủ những cái tướng hảo quang minh. 8 tuổi thì Ngài đã được học văn học, toán học, âm nhạc, tất cả những cái thiên văn tướng số, các đạo sĩ Bà La Môn giỏi nhất đều dạy cho Ngài. Ngài thuộc hết tất cả những thánh điển Vệ Đà, nhân minh học vân vân. Nhưng mà
ngài cũng phải theo thuận thế của gia đình, vâng lời cha mẹ, lập gia đình. Thì ngài Cái Díp đã cưới một người vợ tên là Diệu Hiền, cô cũng là một người sắc nước hương trời. Nhưng mà hai người có một cái tâm tư là không muốn ân ái để trở thành một con người liên tục trong cái cuộc đời khổ não này. Cho nên khi mà cha mẹ của Đại Ca Diếp mãn phần thì ngài Ca Diếp nói với người vợ là: nàng hãy ở nhà lo chăm sóc gia đình, ta đi cầu đạo, khi nào mà ta chứng quả hoặc ta cầu được đạo, ta sẽ trở về để mời nàng cùng đi. Và chí nguyện của hai người đã thành tựu từ biết bao nhiêu công hạnh, và do đó thì Diệu Hiền ở nhà và chờ mong Đại Ca Diếp đến đón mình. Nhưng mà lâu quá thì Đại Ca Diếp đã rời nhà, và cái tâm của Diệu Hiền cũng muốn trở thành một người minh sư, cho nên bà đã đi tìm. Nhưng tìm không được thì bà lại gia nhập vào một cái giáo phái lõa thể. Và dĩ nhiên là Diệu Hiền là một người rất là đẹp, nhưng mà bước vào cái phái lõa thể đó thì gặp nhiều cái hoàn cảnh trớ trêu. Cho nên lúc bây giờ Đại Ca Diếp đã gặp được Đức Thế Tôn, và ngài cũng đã thành tựu được một công hạnh. Nhờ vậy mà Đức Ca Diếp cũng đã nhờ người khác đến cái phái lõa thể để báo tin cho Diệu Hiền phải trở về con đường chánh đạo. Và khi mà nàng Diệu Hiền gia nhập vào trong cái tăng đoàn của Đức Thế Tôn dưới sự lãnh đạo của Di Mẫu Mahabhasha Bá Đề, thì cô ta là một người rất là đẹp. Và chính cái sự đẹp đẽ này cũng đã khiến cho Tôn giả Ca Diếp cũng lo ngại là không biết làm thế nào để có thể giúp cho Diệu Hiền có được những bữa ăn. Bởi vì Diệu Hiền đã biết mình rất là đẹp, nhưng mà ở trong cái tăng đoàn như thế này, cho nên nàng đã đóng cửa và không bước ra ngoài. Và nếu không bước ra ngoài đó thì dĩ nhiên là không có thực phẩm. Cho nên Tôn giả Ca Diếp đi khắp thực về chia cái phần cơm để cho Diệu Hiền độ nhật. Nhưng mà rồi cuối cùng thì cũng sợ người ta dị nghị, và Tôn giả không làm cái điều đó nữa. Nhưng mà Diệu Hiền đã tiến tu, và chính Diệu Hiền là cái người đã chứng quả A-la-hán. Thì cái điều này đã cho chúng ta thấy rằng những vị nữ tu là những người mà đã có những cái quyết tâm. Và khi mà quyết tâm như vậy đó thì điều đặc biệt là dễ thành tựu những cái công hạnh. Khi mà Đức Phật trở về các Tỳ La Vệ đó, thì các vương tôn công tử hợp thành những cái giáo đoàn đi rất là đông. Và dĩ nhiên là cũng có nhiều người thỉnh cầu của A Nan Đức Phật cho cái vị gọi là dì của mình, tức là bà Mahabhasha Bá Đề xuất gia. Thì nhiều lần Phật không chấp nhận, nhưng cuối cùng cái sự năn nỉ của Đức A Nan đó, thì Di Mẫu Mahabhasha Bá Đề đã xuất hiện và được cho xuất gia hiệu là Kiều Đàm Di đó. Thì cái người này chính là cái vị Di Mẫu mà đã giúp cho Diệu Hiền trở thành một cái người trong giáo đồ. Thì dĩ nhiên là vấn đề của bà Di Mẫu được xuất gia, và có rất nhiều những cái hình ảnh của bà trong cái giai đoạn mà Đức Phật còn ở tại những cái tỉnh xá, khiến cho nhiều người đã cảm thấy rằng cái sự kiện của nữ giới đi xuất gia nó có nhiều cái trở ngại. Nhưng mà rồi cuối cùng thì Đức Phật cũng đã chế những cái giới luật để cho cái người xuất gia phái nữ được tiếp tục theo những bước chân của Đức Như Lai để mà họ giải thoát. Thì kính thưa quý vị, chúng ta nói đến cái sự kiện của vị trưởng lão Tôn giả Đại Ca Diếp, là một người đã đem cái hạnh Đầu Đà, tức là cái hạnh khổ nhục, cái hạnh mà chuyên tu của mình, đã khiến cho rất nhiều những cái giáo phái đã thấy được những con người hiện thực như vậy.
Hành thiền đầu tiên khi mà Đức Như Lai nhập Niết Bàn, Ngài là vị kế nghiệp. Thì thưa với tất cả quý học viên, chúng ta cần lưu ý, thường thường chúng ta nghe là Đại Ca Diếp đó. Thì chúng ta tưởng là Đại Ca Diếp này là vị trưởng lão của thần lửa, nhưng mà vị trưởng lão của thần lửa đó là khác ạ. Bởi vì các vị trưởng lão của thần lửa là ba anh em Ca Diếp, tức là Ưu Lâu Tằng La Ca Diếp, Năng Đề Ca Diếp và Già Gia Ca Diếp. Đó là những vị mà thờ thần lửa và trở thành giáo chủ của thần lửa. Nhưng mà bởi vì cái người anh cả đó là Ưu Lâu Tằng La Ca Diếp đó, đang lãnh đạo 500 đệ tử thờ thần lửa, nhưng mà nghe Đức Phật và được Đức Phật giáo hóa, cho nên Ưu Lâu Tằng La Ca Diếp với quy y với Đức Phật và đem 500 giáo đoàn của mình để gia nhập. Và lúc bây giờ thì Năng Đề Ca Diếp và Già Gia Ca Diếp là ba anh, hai anh em sau đó, nghe thấy ông anh của mình là Ưu Lâu Tằng La Ca Diếp đem tới đó, thì họ cũng đem tới 500 vị đệ tử, tức là Năng Đề cũng có 250 người đệ tử và Già Gia Ca Diếp cũng có 250 đệ tử. Và cuối cùng đó, là khi mà ba anh em của Ưu Lâu Tằng La Ca Diếp đến thì giáo đoàn của Đức Phật có cả ngàn đệ tử. Thì chúng ta phải phân biệt để đừng có lộn là đây là ba vị Ca Diếp thờ thần lửa, còn cái người mà chúng tôi đang nói tức là Ngài Đại Ca Diếp là cái người đệ nhất tổ thiền tông của chúng ta đó. Thì sau khi mà Đức Phật đã nhập Niết Bàn thì 7 ngày sau, tôn giả Đại Ca Diếp đã triệu tập những cái hội nghị để mà kết tập kinh điển. Và trong suốt cái thời gian là 3 tháng như vậy đó, để mà kết tập kinh điển đó, thì chúng ta biết rằng Đức Thế Tôn không còn nữa, nhưng mà lấy ai làm thầy. Và trong lúc này đó, thì cái điều mà chúng ta biết rằng Đức Ca Diếp là một vị trưởng giả được tất cả những đại chúng tôn vinh như là một người trưởng đoàn, có nhiều kinh nghiệm, học hỏi thanh tịnh và được cái sự chứng thánh, cho nên tôn giả là cái người đem hết những người A-la-hán, những vị A-la-hán vào trong cái động Kỳ Sa Quật để mà làm kết lập kinh điển. Thì nơi đó là một nơi rộng rãi, u tịch, và Ngài đã triệu tập 500 vị đã chứng thánh quả A-la-hán. Nhưng mà riêng đối với cái Ngài A-nan đó, thì là một người mà làm thị giả của Đức Phật, nhưng mà cũng chưa có chứng thánh quả. Chính vì vậy mà trong cái lần kết tập đầu tiên để mà quy tụ những thánh chúng đó thì chỉ có 499 vị. Thì lúc bây giờ thì Đức Ca Diếp với nói với A Nan rằng mặc dù ông là cái người mà ở gần Phật, nhưng mà ông chưa chứng thánh quả, vậy thì ông phải sám hối để mà tiếp tục tu trì, chừng nào chứng thánh quả thì mới được vào trong cái hội này. Và quả thật lúc bây giờ thì A Nan đã phải sám hối cùng với cái sự nỗ lực, cho nên đã được chứng thánh quả. Và cuối cùng thì Đại Ca Diếp đã cho phép Ngài A Nan bước vào trong cái nơi kiết tập kinh điển lần đầu tiên sau khi Đức Thế Tôn nhập diệt. Thì đây là những cái câu chuyện mà chúng ta kể như vậy để chúng ta thấy từng người ở trong cái hội chúng nó được thanh tịnh như thế nào, và cái hy hữu nó như thế nào, để rồi từ đó chúng ta mới đem đến cho tất cả mọi học viên biết được mỗi một con người nó có mỗi một cái năng lực tu trì, và chính cái năng lực tu trì này đó họ mới xuyển dương được cái giáo pháp. Thì trong cái lúc mà kết tập kinh điển này đó, thì trưởng giả tôn giả Ca Diếp làm chủ tòa, Ngài Ubali là lo cái phần tuyên trì cái luật, Ngài A Nan thì tụng đọc kinh điển, rồi Ngài Phú Lô Na tuyên trì cái tạng lực. Thì cái sự mà
hộ đạo đắc lực trong cái cuộc kết tập kinh điển lần thứ nhất này đó, thì vua Ai Xà Thế là một vị đại vương lo trong vấn đề ẩm thực cũng như là lo những cái vấn đề mà giúp cho cái sự kiện của cuộc kết tập đầu tiên này, cũng là tụng đọc chứ chưa có kinh điển, chưa có chữ viết, chưa có ghi chép. Nhưng mà đó là những cái sự kiện mà chúng ta thấy rằng cái công năng mà sở dĩ Phật Pháp còn tồn tại cho đến ngày hôm nay đó, là nhờ những cái vị mà chúng tôi vượt nêu tay, mà đặc biệt là Ngài Trưởng Lão Ca Diếp là một cái vị mà đã kiết tập để cho chúng ta có được kinh điển cho đến ngày hôm nay. Thì cái điều này chúng ta chỉ giác sơ như vậy để chúng ta thấy rằng sau khi mà Phật nhập Niết Bàn thì A Nan mới hỏi rằng nếu mà Đức Phật đã ra đi rồi, chúng con biết lấy ai làm thầy? Thì Đức Phật đã nói rằng hãy lấy giới luật làm thầy. Giới luật còn thì đạo còn. Cho nên cái vấn đề giới luật nó quan trọng. Và tuần tới đó thì vị giáo thọ của chúng ta là Hòa Thượng Thích Từ Lực sẽ giảng cho chúng ta biết về cái giới luật. Và vị Ưu Ba Ly là vị trì luật đệ nhất, với những cái mục đích để mà duy trì cái mạng mạnh của Đức Phật. Cho nên cái sự giải thoát của con người nó nằm ở cái chỗ là chúng ta phải nghiêm túc. Và vì vậy mà Phật giáo bên Nam Tông đó suy tôn Ngài Ưu Ba Ly làm vị sư tổ, còn Thiền Tông thì tôn vị Ca Diếp lên làm sư tổ. Cái điều này chúng ta cũng phải lưu ý một chút xíu, là bởi vì tại sao có nhiều lúc mình đọc mình thấy rằng Ngài Ưu Ba Ly là đệ nhất sư tổ thì Ngài được suy tôn bên phía Nam Tông. Thì cái công hạnh đó, đó chúng tôi chỉ nói sơ như vậy. Rồi chúng ta lại có Ngài Xá Lợi Phất, thì Ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất. Thì Ngài Xá Lợi Phất là một cái người tuyệt vời. Chúng ta nói đến Ngài Xá Lợi Phất là người có trí tuệ, giác ngộ. Ngài là đỉnh cao của trí tuệ, của Phật Pháp. Mà trong các kinh điển nói đến Ngài Xá Lợi Phất là nói đến cái sự hiểu biết cùng tột. Những người đệ tử của Đức Phật đã chứng thánh quả trong suốt 1250 vị đó, thì có 10 vị đạt được cái vị ưu tú nhất, mà trong đó chúng ta thường nói là đứng đầu là Ngài Xá Lợi Phất, trí tuệ đệ nhất. Ngài là người nước Ma Kiệt Đà, cách thường con cái thành Vương Xá cũng không có bao xa đó, vài ba dặm thôi. Nhưng mà Ngài thuộc cái dòng dõi Bà La Môn. Ngài Xá Lợi Phất là một thần đồng nhân. Lúc mới lên 7-8 tuổi, Ngài đã thuộc hết 18 bộ kinh điển của Vệ Đà. Ngài là một người biện tài vô ngại. Tại cái xứ Ma Kiệt Đà đó, thì hai anh em trưởng giả của Cắt Lợi và A Già La tập hợp dân chúng để mà tổ chức những cái lễ được gọi là giống như là tranh biện ấy. Nhưng mà từ vua, thái sư, đại thần, luận sư đều phải nể phục Xá Lợi Phất. Lúc bây giờ Xá Lợi Phất chưa có phải là một cái người đủ tuổi trưởng thành, nhưng mà các luận sư là một cái người mà giỏi lắm. Tuy nhiên khi mà ngồi nói chuyện để mà tranh luận với Ngài về kinh Vệ Đà đó, thì không ai có thể chinh phục được tất cả thần dân bằng Xá Lợi Phất. Nói như vậy để chúng ta biết là tuổi trẻ tài cao. Và Ngài Xá Lợi Phất đã có hàng trăm đệ tử. Và khi mà Ngài đã trở thành một cái người thông hiểu thì Ngài Bả Thán cho rằng ông là đệ tử của Đức Phật Thích Ca. Thì Xá Lợi Phất mới hỏi là cái đạo lý của Phật Thích Ca như thế nào? Thì Ngài đem cái giáo lý duyên sinh để mà giảng giải. Thì theo Phật đó, thì tất cả các pháp trong thế gian đều do nhân duyên mà có. Nó sinh ra mà có. Và rồi nó cũng hoại diệt khi mà nhân duyên đã hết. Cái giáo pháp đó được diễn bài qua một cái bài kệ mà dĩ nhiên là tất cả chúng ta thường thường học thì dĩ nhiên có thuộc. Tức là chư pháp tùng duyên sinh mà diệt tùng nhân duyên diệt. Ngã Phật Đại Sa Môn thường tác như thị thiết. Thì thưa với tất cả các học viên, nghe cái bài giảng này xong thì Xá Lợi Phất thấu suốt được cái sự thành hoại của vũ trụ liền. Và ông ta theo Đại sư Mã Thán để về Trúc Lâm Tịnh Xá để mà bái yết Đức Phật. Khi mà về tới Trúc Lâm á, thì Xá Lợi Phất đã dẫn 200 đệ tử thọ giáo với Đức Phật. Bởi vì Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên á, là trưởng môn của
một cái giáo đoàn gần cả 200 đệ tử. Thì cái giáo đoàn này đó, nó đã tăng lên từ 1.000 của ba anh em Ca Diếp đến 200 đệ tử của Đức Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Thành thử ra, thường thường chúng ta nghe đọc kinh đó, nhất thời Phật tại Xá Vệ Quốc, kỳ thọ cấp cô độc viên, giữ đại tỳ kheo tăng thiên nhị bá, ngũ thập nhân cu, giai thị đại A-la-hán, chúng sở tri thức là vậy. Thì chúng ta thấy là 1.200 vị đại đệ tử đầu tiên trong những cái thời mới vừa bắt đầu thịnh hành. Thì khi mà ngồi nói chuyện thì Đức Phật đã thấy Ngài Xá Lợi Phất là cái người đã có những cái nhân duyên thù thắng. Và sau khi mà Xá Lợi Phất đã giới thiệu Mục Kiền Liên là hai thủ lĩnh của một tư tưởng tôn giáo thâm sâu trong cái giới học thuật tại Ấn Độ thời bấy giờ, thì Đức Phật đã có được một người đệ tử gọi là cao đồ, chính là Xá Lợi Phất. Thì nói đến Mục Kiền Liên thì thưa quý vị, chúng ta cũng nói sơ qua để thấy rằng Mục Kiền Liên cũng là bạn của Xá Lợi Phất. Hai người cùng nói với nhau rằng khi nào mà tôi có thể gặp được một vị thầy nào xứng đáng thì tôi sẽ giới thiệu với anh, hoặc là nếu anh gặp được một vị thầy nào xứng đáng thì sẽ giới thiệu với tôi. Và hai anh em đã thề nguyện như vậy. Và vì vậy mà khi Xá Lợi Phất đã gặp Ngài Mã Thắng, đi về Trúc Lâm Tịnh Xá gặp Đức Phật, thì chính cái sự kiện này đã làm cho Xá Lợi Phất cùng với Mục Kiền Liên cũng về quy ngưỡng Đức Phật. Và dĩ nhiên là cái trí tuệ đệ nhất này đã khiến cho cái sự hiểu biết của Xá Lợi Phất rất là rộng. Và thưa với tất cả quý vị, sở dĩ mà bây giờ chúng ta có nhiều cái ngôi tịnh thất, tịnh xá, kỳ viên đó, thì cái công đầu tiên phải nói là cái công đó chính là Xá Lợi Phất. Bởi vì tại tịnh xá kỳ viên sau mà 3 tháng ân cư kiết hạ đó, thì Đức Phật đã lên đường đi giáo hóa, đi giáo hóa. Khi mà Ngài ra khỏi cổng thì Đức Xá Lợi Phất đã có được một cái sự kiện là nhiều vị đã cúng dường đất đai để mà xây dựng những cái tịnh xá. Và Đức Thế Tôn là cái người mà sai bảo Đức Xá Lợi Phất phải tổ chức để mà luôn luôn có được một cái nơi chư tăng trú ngụ. Và chính cái sự kiện đó đã là một cái vấn đề mà tạo nên những cái tinh xá, và sau này chúng ta cứ tiếp tục như vậy tạo nên. Cho nên chúng ta nói như vậy để thấy rằng trong cuộc đời này đó, có những vị hết sức là thông tuệ, nhưng mà cũng có những vị mà cái trần cấu họ chưa có rửa sạch. Cho nên có những người mà học cái chổi và quét sạch trần lao, thì học được cái chổi thì là quên mất cái chữ quét sạch, mà học chữ quét sạch thì là quên mất cái chổi. Đó là những người mà bị cái vô minh nó còn che lấp, như là Ngài mà anh em của Bằng Đà. Thì đó là cái điều mà chúng ta thấy cái phẩm hạnh của những vị như là Xá Lợi Phất đã có được một cái sự trọn vẹn trong cái vấn đề tôn xưng. Cho nên Ngài xứng đáng là một vị biểu tượng cho mọi người noi theo. Tiếp tục thì thưa với tất cả quý học viên, chúng ta nói đến cái vị đệ tử cũng khá nổi tiếng mà ai cũng biết, đó là Đức Mục Kiền Liên. Thì dĩ nhiên là Đức Mục Kiền Liên là một cái vị mà thần thông cũng nổi tiếng, gọi là thần thông đệ nhất. Thì trong 45 năm thuyết pháp thì chúng ta đã thấy Đức Phật có Ngài A Nan làm thị giả, rồi có Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên trợ lý. Thì đây là những vị tôn giả mà có nhiều lần thay Phật đi truyền giáo khắp nơi. Và Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất là hai người bạn tâm giao, cho nên lúc nào cũng đem đến cho cái sự lợi ích chung. Và vì vậy mà khi Xá Lợi Phất đã trở thành một bậc đệ nhất trí tuệ thì cũng đã đưa Mục Kiền Liên vào trong cái giáo đoàn. Và với cái công hạnh của Đức Mục Kiền Liên, trong 7 ngày khi mà gặp Đức Phật, thì Mục Kiền Liên là vị đã chứng sạch được những cái sự hữu lậu và có được cái thần thông. Và Ngài được tôn xưng là một người có thần thông đệ nhất. Và trong thánh chúng thì ai cũng biết Ngài Mục Kiền Liên là có một cái tâm hiếu rất là lớn. Và chúng ta thường nói là Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.
Nhưng mà cái hiếu mà chúng ta đọc trong kinh Vu Lan Bồn đó, nó chỉ là một cái hiếu đơn giản mà chúng ta đã nhìn thấy như là bà Thanh Đề là mẹ của Đức Mục Kiền Liên. Nhưng mà trên sự thật á, thì Đức Mục Kiền Liên không phải là một cái người chỉ có một mẹ để mà báo hiếu trong cái ngày rằm tháng 7 là ngày lễ Vu Lan đâu. Nhưng mà cái hình ảnh của Mục Kiền Liên là cái hình ảnh của đại hiếu. Mà đại hiếu đó là không phải là cái đại hiếu của một gia đình, mà cái đại hiếu của Mục Kiền Liên là cái đại hiếu của một cái vị xuất gia hành đạo tu hành và đạt được một cái trí tuệ cao. Cho nên ngài không hẳn là chỉ cứu được bà mẹ Thanh Đề, mà bà là mà ngài đã cứu tất cả những chúng sanh đang ở trong cái tình trạng của một người mà bị cái luân hồi sinh tử, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh đang dài vò. Cho nên từ đó mà khi những người đã ra đi vào cái cõi tịch tịnh thì chúng ta biết rằng cái tâm lành của chúng ta cần phải học cái hạnh của ngài Mục Kiền Liên, là bởi vì chúng ta không thể đóng khung ở cái chuyện mà chúng ta cầu xin cho cha mẹ của chúng ta bảy đời cửu quyền thất tổ để mà siêu sanh, mà cái nhiệm vụ của mỗi một học viên là chúng ta phải cầu nguyện cho tất cả những chúng sanh. Cái tâm hiếu đó là tâm hiếu lớn, chứ không phải là chúng ta hạn chế ở trong một cái tình trạng của một cái sự cầu nguyện trong cái tinh thần của một gia đình hay là một làng xóm nào cả. Cho nên cái nguyện của chúng ta nó lớn như vậy để thấy rằng cái hạnh nguyện của Đức Mục Kiền Liên là cái hạnh nguyện thần thông rõ ràng để đem đến cái sự trọn vẹn của tâm hiếu. Nhưng mà ngài cũng đã có một cái đại nghiệp, thì sau khi đi khất thực thì ngài đã trở về tinh xá, và tại cái núi Itukesale thì nhóm lõa thể đã mai phục và ném đá vào ngài. Mặc dù ngài đã có thần thông nhưng mà rồi cuối cùng ngài cũng không đối phó được, và ngài đã tử thương bởi những người ở trong cái phái lõa thể mai phục và sát hại ngài. Thì đó là ba cái vị đại đệ tử mà chúng tôi muốn thưa cùng tất cả quý học viên, để từ đó đó chúng ta mới thấy được mỗi một người của chúng ta đó có được cái hạnh của chư vị Bồ Tát, và những cái hạnh đó nó giúp cho chúng ta phải thực tập cái hạnh đó để mà thành tựu những cái công hạnh của mỗi một con người chúng ta. Bây giờ tiếp theo đó, chúng tôi cũng nói sơ lược qua những cái vị tôn giả mà chúng ta sẽ học cái hạnh của các ngài. Thì trong đó có tôn giả Ca Chiên Viên, Luận Nghị Đệ Nhất. Tôn giả Ca Chiên Viên á, thì chúng ta biết ngài là một người rất là giỏi, người Bà La Môn, biết thông những cái ngôn ngữ kiến thức phổ thông. Mười đệ đệ tử thì Ca Chiên Viên á, không những là một người đã am hiểu đương thời, mà trước đây ngài cũng là một người đã có thể làm cho chư thiên thán phục. Ngài là một cái người mà luận nghị đệ nhất. Cái biện tài của ngài là cái dòng họ của những cái vị mà luôn luôn làm quốc sư đương thời. Ca Chiên Viên là tên họ của ngài. Ngài tên thật là Na Đa La, nhưng mà ngài rất nổi tiếng nên mọi người dùng cái họ để gọi. Ngài cũng có một người anh tên là Ca Ca. Người anh á là đã đi học khắp nơi về cái giáo lý của Bà La Môn, danh tiếng. Nhưng mà khi trở về đó, nói chuyện với ngài hoặc thuyết pháp đó, đặc biệt là thuyết pháp kinh Vệ Đà đều thua ngài hết. Cho nên á, người anh đã đi kiện, và cuối cùng cha của Ca Chiên Viên không muốn cho anh em phải có những sự xích mích. Và chính vì vậy mà người cha đã đưa Ca Chiên Viên đi làm đệ tử của vị tiên ông, tức là tiên A Tư Đà đó. Mà vị tiên A Tư Đà thì tuần vừa rồi chúng tôi có nói đó, là cái vị tiên ở trên núi Hy Mã Lập Sơn xuống để mà xem tướng cái đức Thái tử Siddhartha. Và ngài đã khóc khi thấy rằng cái tuổi đời của mình không thể sống được để biết được là Đức Phật sẽ giáo hóa chúng sanh mà mình sẽ được hưởng cái lợi lộc đó. Cho nên A Tư Đà khi nhận Ca Chiên Viên thì có dặn Ca Chiên Viên rằng sau này con có gặp một cái người tên là Sĩ Đập Ta thành Phật thì con nên đến để mà cầu sư học đạo, và con sẽ chứng thành đạo quả. Đó là cái đạo nghiệp của cha Ca Chiên Viên.
Và dĩ nhiên cái luận nghị của Ngài Khai Chuyên Viên đó, Ngài dùng cái ngôn từ của Ngài, Ngài dùng những cái lý luận của Ngài để mà Ngài đem cái hình ảnh của Đức Thế Tôn trang hòa khắp nơi. Và vì vậy mà khắp các xứ Ấn Độ, người ta đã nghe được cái pháp từ cái kim khẩu của Khai Chuyên Viên. Thì đó là cái điều mà chúng ta cũng cần phải học. Bởi vì chúng ta cũng cần phải có cái biện luận. Bởi vì chúng ta muốn đi nói pháp, chúng ta muốn đi giáo hóa người khác, chúng ta cần phải có những cái lý luận. Mà muốn có lý luận cần phải học. Bởi vì cái trí tuệ nó cần phải học, chứ không thể là mình lấy từ ở đâu mà đem vào. Mà chúng ta đã có sẵn cái vốn thanh tịnh từ bi, chúng ta đã có sẵn cái vốn của cái trí tuệ nó nằm ở trong. Nhưng mà bởi vì chúng ta bị những cái sự che lấp của cái màn vô minh, cho nên bây giờ chúng ta học Phật là chúng ta chùi rửa từ từ. Thì đó là cái hình ảnh của Khai Chuyên Viên. Rồi chúng ta có một cái hình ảnh của Đức A Nan, tức là A Nan Đà. A Nan là đức tổ thứ hai của Thiền Tông sau khi mà Ngài Ca Diếp đã trao truyền y pháp. Nhưng mà trong hàng thánh chúng thì ai cũng biết rằng A Nan là em cùng cha khác mẹ với vua, với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà Ngài là một cái người gọi là đa văn đệ nhất, nghĩa là người nghe xong là giống như là cái máy cassette ấy, nó y đâu và không sai một chữ. Và vì vậy á mà Ngài A Nan là một cái người hết sức là giỏi. Và Ngài A Nan cũng là em ruột của Đề Bà Đạt Đa. Ngài A Nan. Cho nên nhá, sau khi mà trở về để mà làm thị giả cho Đức Thế Tôn đó, thì A Nan là một người mà nghe hết tất cả những bài thuyết pháp. Và cũng nhờ Ngài A Nan mà sau này tất cả những cái bộ kinh đều được Ngài A Nan tuyên thuyết. Và Ngài A Nan đã là một cái người mà có công để mà cầu xin Đức Phật chấp nhận cho bà Mahabhasa Ba Đề và 500 thể nữ xuất gia đó. Chính vì cái lý do đó, đó mà khi những vị nữ xuất gia để mà kết tập kinh điển lần thứ nhất đó, A Nan đã bị đại hội kết tội và buộc phải sám hối là vậy đó. Thì chúng ta nói như vậy để thấy rằng tại sao mà cái phái đoàn của bà Mahabhasa Ba Đề mà tới mà Đức Phật không cho trở thành những người đệ tử của phái ni, là nó cũng có nhiều cái lý do mà sau này chúng ta có cái cơ hội chúng ta sẽ nói. Nhưng một cái lý do đầu tiên đó, có thể là cái sự kiện của các vị nữ lưu mà trở thành những vị khắc sĩ rất là khó. Bởi vì người nam thì họ có thể đi đó đi đây, nhưng mà người nữ đó thì khi mà đi khắc sĩ, đi khắc thực đó, nó cũng có nhiều cái bất tiện. Bởi vì ở trong một cái thế gian mà nhiều người đã có những cái tâm ác, thì gặp những người nữ thì những người nữ rất là dễ bị những cái sự kiện mà bị đe dọa, hay là bị bắt bớ, hay là bị có những cái sự kiện như vậy. Cho nên Đức Thế Tôn lúc đi này không có muốn tạo nên những cái hình ảnh đó trong cái tăng đoàn. Tuy nhiên vì cái lòng cảm phục và thương mến đối với cái dòng họ Thích Ca, Ngài A Nan đã năn nỉ và được cuối cùng thì những vị này cũng đã trở thành những vị ni chúng ở trong đoàn của Đức Phật. Và bây giờ thì chúng ta tụng kinh á, tất cả những cái bài kinh mà được kiết tập á, thì do Đức A Nan tuyên thuyết lại. Kinh nào cũng có cái chữ là tôi nghe như vậy, tôi nghe chính là Đức A Nan chứ không phải Đức Phật, tôi nghe như vậy. Nhĩ thời Thế Tôn, tôi nghe như vậy. Đại khái là tất cả những kinh điển mà mở đầu đều được Đức A Nan tuyên thuyết. Bởi vì tôi nghe chứ không phải là Đức Phật đã nói. Bởi vì có thể là tôi nghe nhưng mà giữa đại chúng thì có thể là đúng là sai. Cho nên tôi phải đưa cái nghe của tôi để mà đại chúng có thể là thẩm định. Đó là cái điều mà chúng ta thấy cái tư duy của Đức A Nan rất là cao. Tôi nghe như vậy, một thuở nọ, Đức Thế Tôn ở tại vườn Vương Xá hay là ở tại vườn ông Kỳ Đà chẳng hạn. Trong cái thời điểm đó thì có bao nhiêu vị tăng, 1.200 năm vị tăng đại A La Hán, rồi kể ra những vị như là Ưu Lâu Tằng Hoa Ca Diếp, Năng Đề vân vân, thì đó là những cái hình ảnh mà chúng ta nghe đến bây giờ. Và chính pháp trang nghiêm và tồn tại cho đến ngày hôm nay,
thì điều đó chúng ta phải biết rằng do cái sự thông minh và hiểu biết mà Ngài A Nan đã tuyên thuyết lại. Tiếp đến là Ngài A Nan Luật. A Nan Luật á là em ruột của Maha Nam, là con thứ của Cam Lộ Phạn Vương, dòng sắc Đế Lợi, tức là cũng anh em với cái dòng họ của Thích Ca. Và đáng lẽ là tôn giả A Nan Luật cũng lên làm vua trong cái dòng họ Ca Tỳ La Vệ đó. Nhưng mà khi Đức Thế Tôn về Ca Tỳ La Vệ thì A Nan Luật đã cảm mến và đã theo để mà làm đồ đệ. Và chính Đức Thế Tôn là cái người đã đem A Nan Luật vào trong cái giáo đoàn. Thì thưa quý vị, chúng ta nói một cách nghĩa là sơ lược như vậy, nhưng mà rồi quý học viên cần phải tham khảo những cái bài mà sau này chúng tôi sẽ gửi đến để mà quý vị đọc thêm, hiểu thêm, hoặc là chúng ta có thể biết thêm qua những cái lịch sử của các ngài. Nhưng mà sở dĩ chúng ta nói cái vấn đề của Ngài A Nan Luật là cái Ngài đã dùng cái thiên nhãn. Bởi vì trước đây đó, Ngài là một người rất là giỏi, nhưng một cái điều đó, nghe thuyết pháp thì Ngài thường ngủ gục và bị quở trách, cho nên Ngài đã thề là không bao giờ ngủ gục và lúc nào cũng mở to mắt để nhìn vào trong cái bầu trời. Và chính điều đó đã làm cho cặp mắt của A Nan Luật bị sưng rồi bị mù. Nhưng mà bởi vì chính vì mù đó mà Ngài cũng đã nỗ lực để mà dùng cái nội lực của mình, và Ngài đã chứng được cái thiên nhãn thông. Nhờ nghiêm trì phạm hạnh và không bị nữ sắc cám dỗ, A Nan Luật được cái giới là ngoại đạo cũng như là ở trong đều kính nể. Và cái điều đó đã cho chúng ta thấy rằng với cái nỗ lực, dù là người đó bị mù quáng hay là bị mù hay là bị tật, nhưng mà cái nỗ lực đó cũng đã giúp cho mình trở thành đệ nhất. Cho nên cái điều này cũng cho chúng ta thấy cái tự tin rằng dù chúng ta có bị bất cứ một cái gì đi nữa thì chúng ta cũng có thể đạt được một cái thành tựu nếu cái sự nỗ lực của chúng ta qua cái hình ảnh của Ngài A Nan Luật. Cho nên khi mà chúng ta nói đến những vị đệ tử của Đức Phật đó, thì chúng ta phải học được cái hạnh của mỗi một ngài. Ví dụ như chúng ta nói đến La Hầu La, La Hầu La là mật hạnh đệ nhất. Dĩ nhiên là La Hầu La là cháu Đức Tôn mà, là con của Thái tử Siddhartha mà. Thì dĩ nhiên là khi mà về thành Ca Tỳ La Vệ thì cháu Đức Tôn là La Hầu La lại thấy thân phụ của mình chính là Đức Phật đã thành tựu đó. Và cái công hạnh cũng như là cái sự từ ái đó mà La Hầu La là muốn đi theo. Chứ hồi đó mới có mười mấy tuổi thôi. Nhưng mà La Hầu La một người nghĩa là có được một cái trí tuệ. Khi mà bước vào cái tăng đoàn thì dĩ nhiên còn rất là nhỏ. Còn rất là nhỏ. Nhưng mà vì cái lòng của một người mà muốn theo cái chánh pháp, cho nên dù rằng Gia Du Đà La chỉ còn có một cái niềm vui duy nhất là La Hầu La, nhưng mà bà cũng phải nuông chiều cái ý của con và đồng thời cho phép con đi theo Đức Phật để trở thành một người đệ tử ở Ca Tỳ La Vệ đến. Thì thưa quý vị, chúng ta đã biết rằng cả 3 năm sau khi mà thành đạo đó, Đức Phật mới trở về thành Ca Tỳ La Vệ để thăm Phụ Vương, thăm Di Mẫu, thăm Gia Du Đà La, thăm La Hầu La. Và lúc bây giờ thì toàn dân nô nức đón chào cái sự trở lại của Thái tử Siddhartha. Chúng ta thấy những cái hình ảnh như vậy đó thì chúng ta mới biết rằng Thái tử Siddhartha đã trở thành Phật. Vua Tịnh Phạn cũng đích thân đi đón Gia Du Đà La và La Hầu La đang ở trên lầu nhìn xuống. Và La Hầu La lúc nào cũng ở bên mẹ nên chưa có dịp thấy cái hình ảnh của thân phụ. Và khi Đức Phật cùng với Xá Lợi Phất và một kiền liên đến cung của Gia Du Đà La đó, thì La Hầu La mới biết người đó chính là phụ thân của mình. Nhưng mà với cái trí thông minh sẵn có, dù lúc bây giờ là La Hầu La mới có 10 tuổi thôi, mà La Hầu La liền nghĩ rằng Phật chẳng còn là phụ thân riêng của mình nữa. Mà La Hầu La là một người tức là hết sức là thông minh trong cái lứa tuổi mới 10 thôi. Nhưng mà cái tính thơ ngay của La Hầu La đòi được ở chung với Phật. Mỗi khi gặp Phật thì La Hầu La lại đòi ở chung và xin Ngài cái gia tài.
Thì một hôm nhá, thì ở cái rừng Nicoda, vào đến cái hoàng cung á, thì Đức Phật nói với Xá Lợi Phất rằng cái chú bé La Hầu La này cứ đòi xin ta gia tài, ta không cho cái thứ gia tài mong manh của cuộc đời, bởi vì ta không muốn La Hầu La thừa kế cái ngôi báo, chỉ muốn cậu bé xuất gia cầu đạo để mà hiểu được cái giáo pháp, để mà có thể đến được với Như Lai. Chính vì vậy mà thưa với tất cả quý vị, Ngài đã sai Xá Lợi Phất hướng dẫn La Hầu La xuất gia. Thì với cái huyết thống chủng tử sẵn có, vâng lời tôn giả Xá Lợi Phất, thì La Hầu La xuất gia làm vị sa di đầu tiên trong giáo đoàn. Cho nên vị nào mà trở thành sa di phải bái La Hầu La làm tổ sư, là sa di đầu tiên trong giáo đoàn, để mà tháp tùng Đức Phật về tinh xá trúc lâm. Và dĩ nhiên là với cái tuổi đời nó còn quá trẻ đó, thì Ngài La Hầu La cũng là một cái người ở trong cái lứa tuổi vị thành niên, cho nên cũng rất là tinh nghịch, cũng rất là tinh nghịch. Cho nên có một cái câu chuyện cũng xảy ra là Đức Phật đã dạy La Hầu La bằng một cái chậu nước rửa tay rửa chân có uống được không, thì dĩ nhiên La Hầu La nói là không. Thì Ngài đã nói rằng cái tâm của ta mà ô uế thì cũng không có dùng được. Đại khái là như vậy, để khiến cho La Hầu La thức tỉnh. Và khi mà nghe những lời giáo huấn của Đức Phật, thì La Hầu La quyết tâm nỗ lực tu hành, và rồi Ngài đã chứng được cái thánh quả rất là sớm. Mặc dù mới 20 tuổi, La Hầu La đã trở thành một cái người hết sức là giỏi để mà có thể thuyết pháp độ sanh. Cho nên những vị trưởng giả ở tại cái nơi đó, đó rất là thích La Hầu La, và thường nghĩa là cúng dường tiền bạc, cúng dường những cái vùng đất để mà La Hầu La xây cất những cái tỉnh xá. Và điều đó đã khiến cho mọi người cũng đã thấy được vị La Hầu La đã tạo nên những cái công hành của những cái tỉnh xá sau này. Tuy nhiên đó, thì La Hầu La đã nhập diệt sớm hơn Đức Phật. Thì đó là chúng ta nói về cái sự đáng sanh và niết bàn của La Hầu La. Thì có lẽ là La Hầu La đã ra đời khi mà Thái tử Sĩ Đạt Đa chừng khoảng 19 tuổi. Bởi vì nó không có nói nhiều, cũng nói rõ. Nhưng mà khi mà Đức Phật đã thành tựu công hạnh rồi đó, thì trở về, thì chúng ta thấy La Hầu La đã trở thành một cái người đệ tử. Và có lẽ Ngài nhập diệt chưa có qua cái tuổi 50. Đó là theo cái lịch sử mà chúng ta có thể tính toán. Nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng La Hầu La là một vị tu chứng trẻ, rất là trẻ. Nói như vậy để thấy rằng cái tuổi trẻ không phải là cái tuổi mà không có tu được. Cái công hạnh của chúng ta nhìn thấy đó là những người mà có thể tạo cho chúng ta có một niềm tin rằng cuộc đời này không luận là già hay trẻ, mà khi chúng ta đã nhất quyết tu hành thì sẽ đạt được cái quả vị cao. Tiếp đến là tôn giả Tu Bồ Đề. Khi mà quý vị tụng Kinh Kim Cang thì nói về tôn giả Tu Bồ Đề rất nhiều. Tu Bồ Đề được gọi là giải không đệ nhất. Thì trong lịch sử sách vở đó thì có ghi về Ngài Tu Bồ Đề. Ngài là cái người mà tu chứng về cái pháp không, mà có lẽ trong Bát Nhã chúng ta mới có cơ hội để mà bàn sâu về Tu Bồ Đề. Nhưng mà theo một số những cái sử sách ghi á, thì Ngài Tu Bồ Đề là cái người mà sinh ra trong cái niềm tốt đẹp. Trước khi sinh ra thì nhà cũng khó khăn, sau khi sinh ra thì nhà đầy tiền của. Cho nên Tu Bồ Đề được gọi là thiện cát hay là tốt lành. Tất cả những cái tài sản của cha mẹ, sau khi cha mẹ mất đi thì Tu Bồ Đề đem bố thí cho tất cả mọi người. Và với cái trí thông minh xét thấy cái điều mà trên thế gian này đều là hư ảo, đều là trống không, cho nên Ngài tìm đến để mà xuất gia theo cái đạo hạnh. Và Ngài Tu Bồ Đề á, thì thường người ta nói rằng đi khất thực á, thì Ngài Tu Bồ Đề thường thường đi khất thực những nhà giàu, còn Ngài Ca Diếp á, thì đi khất thực ở nhà nghèo. Thì đó là cái điều mà trong sách sử nói như vậy.
Cho nên Đức Phật cũng thường mở rất hãy thứ tự, thứ lớp, chứ không thể là phân biệt. Nhưng mà Ngài Tu Bồ Đề là người đã tạo nên một cái hướng đi để mà giúp cho những người giàu họ có thể xả ly bớt những cái tâm ích kỷ, cái tâm bổn sản. Trong khi đó thì Ngài Đại Ca Diếp lại muốn khất thực đến những nhà nghèo để tạo cho nhà nghèo có một cái cơ hội bố thí để cho được cái phước báo nó phát triển và đổi cái chữ nghèo nàn đó qua cái sự giàu sang phước đức. Thì cái thái độ của hai vị đại đệ tử này nó có những cái sự trái ngược, nhưng mà nói chung cũng là một cái sự kiện để cho chúng ta thấy được mỗi một cái công hạnh của mỗi một vị Bồ Tát, mỗi một vị A-la-hán đã hàm chứa những cái tinh thần hòa đồng, kể cả nhà giàu và nhà nghèo. Thì cái điều này Ngài Tu Bồ Đề đã thuận theo cái lời dạy khi mà đi khất thực, không còn phân chia cái sự cao thấp giàu nghèo, để cho cái phước điền cho mọi người đều được đầy đủ. Thì Ngài Tu Bồ Đề đã dùng cái quán trí xíu soi cái thấy tánh không. Vì nói về cái tánh không thì có thể là nói Đức Tu Bồ Đề, Ngài là giải không đệ nhất. Ngài đã thấy tất cả những pháp vô thường trên cuộc đời này đều không có cái gì nó là trụ. Cho nên ở trên cái núi Linh Thú, trong khi mà quán chiếu thấy Đức Phật từ ở phương xa sắp trở về, tôn giả đã không còn ngồi đó nữa và Ngài nhập định. Thì tất cả đồ chúng đi đón Đức Thế Tôn. Thì trong đó có người nữ đệ tử, tức là Liên Hoa Sắc, đã đi đến gặp Đức Thế Tôn trên cái con đường mới vừa bước về. Thì Liên Hoa Sắc lúc này đã chứng thánh rồi, mới nói rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con là cái người có thể thấy Đức Thế Tôn về trước tiên. Thì Đức Thế Tôn mỉm cười nói rằng: không, người mà thấy ta đầu tiên có lẽ là tôn giả Tu Bồ Đề. Thì mọi người nhìn đi nhìn lại không thấy Tu Bồ Đề ở đó. Thì Đức Phật mới nói rằng: Tu Bồ Đề đang nhập định, và trong nhập định đó Tu Bồ Đề đã thấy ta, ta đã thấy Tu Bồ Đề. Cho nên trong Hộ Bát Nhã đó cũng đã từng nói là nếu mà lấy cái sắc để mà thấy ta là lấy âm thanh cầu ta, đó là người tà đạo mà, không thể thấy Như Lai được. Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, nhược nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai là vậy. Cho nên tôn giả ngồi một mình ở trên cái động Linh Thú mà vẫn thấy được, là không phải thấy bằng hình tướng, không thể thấy là sắc thân, mà thấy tự tâm, tuyệt tâm. Cho nên nhờ cái phép thần thông mà Đức Thế Tôn đã nhìn thấy tất cả những cái sự kiện đó. Và vì vậy mà chúng ta phải thấy rằng cái pháp tánh chân không diệu hữu đó, nó là một cái điều tuyệt vời mà chúng ta cần phải xương minh. Và thưa với tất cả quý vị, cái điều mà chúng tôi vừa thưa với quý vị là trong kinh Bát Nhã đó, Đức Phật đã xương minh cái lý tánh chân không diệu hữu của các pháp duyên sinh đó, thì tôn giả được thừa nhận là một bậc đã chứng đắc và về cái không trí và không lý đệ nhất. Bởi vì mãi đến 600 năm sau, khi mà cái luận Bát Nhã của Bồ Tát Long Thọ đó, thì Bồ Tát Long Thọ đã triển khai thành cái giáo nghĩa gọi là Bát Nhã, xây dựng một cái thế giới quan chân không diệu hữu, và dĩ nhiên là bắt truyền đi theo con đường trung đạo. Thì mới thấy rằng cái cuộc đời và đạo nghiệp của tôn giả Tu Bồ Đề cho chúng ta hai cái điểm mà cần phải noi gương, đó là cái hành bố thí và cái trí giải không. Hai cái điểm đó là một cái tương quan để mà khiến cho chúng ta thấy rõ cái tánh của các pháp duyên không, cái giả danh, cái vô ngã. Cho nên Tu Bồ Đề không có ích kỷ, không có tham lam, không có chấp ngã gì cả, mà lại bố thí cho người nghèo. Nhờ cái xả ly bố thí đó mà Ngài được là một người tu chứng cái tánh không của các pháp, và trở thành một cái bậc gọi là giải không đệ nhất trong cái hàng thánh chúng của Đức Phật. Và cái điều mà chúng ta cũng lấy làm hân hạnh để thấy được
vì tôn giả Phú Luna. Ở Ấn Độ đó thì dòng họ Phú Luna có danh tiếng giàu sang, một cái dòng nổi tiếng, và tôn giả có một cái cặp mắt tròn đen rất là đẹp. Tôn giả Phú Luna được gọi là Mãn Từ Tử, tức là con của bà Mãn Từ. Danh hiệu đây là một cái sự tôn quý và những cái hoài bão vô tận, có lòng vô tận như là non cao núi cao vậy. Về sau đó thì khi mà xuất gia du hóa thì tôn giả tuyên thuyết trường mãn vô cùng. Thì đạo nghiệp của Phú Luna thì thưa với tất cả quý vị, bây giờ chúng ta thường nghe Phú Luna có những cái câu chuyện mà cho đến giờ phút này đó thì mới biết rằng cái hình ảnh của các cái trung tâm in ấn kinh sách mà người ta thường lấy là trung tâm Phú Luna đó là bởi vì muốn lấy cái danh hiệu của ngài. Bởi vì danh hiệu của ngài là một cái danh hiệu đặc biệt, bởi vì ngài là một cái người mà thuyết pháp để nói năng biện tài, bởi vì ngài đã giúp cho Đức Phật truyền bá chánh pháp khắp nơi, được mọi tầng lớp dân chúng hoan nghênh nhiệt liệt. Tại cái nước Kiều Tắc Di đó là tôn giả đã thuyết phục những vị tỳ kheo ẩn cư đi bố giáo ở khắp nơi. Và chính vì vậy đó mà chúng ta mới biết rằng tôn giả đã sử dụng ngôn từ sáu diệu để mà làm mọi cái công đức. Cho nên khi mà ngài Mahakayip đem 8 cái pháp ẩm thực ra mà yêu cầu các tỳ kheo phải giữ là ngài là cái người phản đối. Nhưng mà người Phú Luna đó, một cái người đó mà thuyết pháp độ sanh đến cái mức độ mà ngài không có sợ bất cứ cái điều gì hết. Thì cũng có một cái câu chuyện nói rằng ngài muốn đi tới đó để mà thuyết pháp đó, thì Đức Phật mới hỏi nè, cái nơi đó đó là cái nơi Yuna, người ta chửi rủa nhục mạ ông thì ông làm sao mà có thể xử lý được. Thì ngài nói rằng bạch Đức Thế Tôn, họ vẫn còn tốt đối với con vì họ đã chửi mắng mà chưa đem gậy gộc để mà đánh con. Rồi Đức Thế Tôn nói là nếu mà họ dùng roi gậy để mà đánh ông thì sao? Thì ông nói rằng vẫn còn rất là tốt, bởi vì họ chỉ mới rượt đuổi và đánh con thôi, chứ chưa có giết con. Thì Đức Thế Tôn mới nói rằng nếu mà họ giết con thì sao? Thì ngài nói rằng con cảm ơn họ, bởi vì họ đã giết con để con mang chứng quả, để con sớm nhập niết bàn. Đó là một cái dịp may hiếm, vì chết mà truyền đạo được thì đó là một cái điều con sẵn sàng. Cho nên cái sự kiện này đã nói về một cái sự kiện hết sức là đặc biệt. Nhưng mà quả thật sau khi ngài nói xong thì ngài đến cái xứ đó thì ngài đã làm lợi ích cho cái xứ đó. Bởi vì cái xứ đó là một cái xứ mà người ta nói rằng nó rất là hung dữ, nhưng mà rồi cuối cùng nhờ cái sự giáo hóa của Đức Phật cũng như là ngài Phú Luna mà ngài đã đem cái giáo pháp đến cho cái xứ này. Và cái vị đệ tử cuối cùng có thể chúng tôi nói ngày hôm nay đó là tôn giả Ubali. Thì chúng ta biết rằng ở xứ Ấn Độ đó chúng ta đã có 4 cái giai cấp. Cái giai cấp đầu tiên là giai cấp Bà La Môn, giai cấp thứ hai là giai cấp Sắc Đế Lợi, giai cấp thứ ba là Phệ Xá, và giai cấp thứ tư là những người cùng đinh. Mà mình gọi là những người cùng đinh là những người mà tồi tàn nhất, là những người đó là bị sa khiến, bị làm nô lệ. Mà Ubali là con của một người ở trong cái dòng nô lệ. Thì cái nghề nghiệp của Ubali á là cái người mà đi học cái ngành cắt tóc. Ở trong cái giai cấp thấp nhất là Thủ Đà La thì ông Ubali là một cái người ốm yếu, nhưng mà là một cái người làm những cái công việc của cái xã hội thấp hèn. Thì khi mà ông tìm cái nghề để mà cắt tóc, để mà tìm cái cách sinh nhai đó, thì Ubali được nhà vua chọn làm những cái người mà đi cắt tóc cho các những vị hoàng tử, những vị mà công khanh ở trong triều. Thì khi mà Ubali được nhận vào vương cung của Ca Thì La Vệ để mà cạo râu cạo tóc cho các vương tôn công tử đó, thì cái tính nhu mì của ông Ubali đã được những vương tôn công tử tín nhiệm. Và khi mà Maha Bạc Đề nè, Ana Luật nè, Kiếp Tăng Na nè, rồi những người mà trong cái hoàng tộc đó rất là thích Ubali, chơi với nhau cũng thân vì cái sự khéo léo của cái tay nghề. Cho nên khi mà Đức Phật vào thành Ca Tỳ La Vệ thăm đó,
thì Ubali là cái người cũng được tiến cử để mà cạo râu tóc cho Đức Phật. Thì khi mà cạo râu tóc cho Đức Phật á, thì Ubali mới hỏi Đức Phật là con muốn đi xuất gia nọ kia. Thì cuối cùng Ubali đã được Phật chấp nhận. Và khi mà Ubali đã có cái tâm thành như vậy đó, thì cùng với những cái vị vương tử đi theo Đức Phật đến Trúc Lâm đó, thì Ubali là cái người đến đảnh lễ Đức Phật và cuối cùng được Đức Phật, nghĩa là khen Ubali là một người có cái tâm lành và cho Ubali xuất gia đầu tiên. Trong khi những vị vương tử khác đó thì lại không được phép xuất gia liền, mà cần phải 7 ngày để mà tập tu. Khi mà Ubali xuất gia xong thì học một vài câu, thì Ubali đã chứng được cái quả vị. Và ngài Ubali tập trung một cái ý hơi thở, cho nên tham thiền nhập định và cái đạo nghiệp của Ubali được vào giáo đoàn. Và Ubali là một cái người ở trong giáo đoàn rất là chấp trì những cái giới luật, và vì vậy mà Ubali là cái người trì giới đệ nhất. Thì khi mà nói đến chuyện Ubali đó, thì chúng ta biết rằng là một cái người mà hết sức là tốt đẹp của giáo đoàn, và những người vương tôn công tử kia đó, trước khi mà thọ giới là phải bái Ubali, và họ rất là ngạc nhiên. Nhưng mà khi thấy Ubali đó chứng quả rồi thì họ mới bắt đầu đem cái lòng tin của mình để mà trở thành những cái bậc vương tôn công tử, trở thành những bậc sa môn. Thì đó là chúng tôi tóm lược lại qua một vài cái công hạnh của những vị đại đệ tử, để cho chúng ta thấy, những người học viên chúng ta phải thấy được là từng vị nào đã có những cái công hạnh như thế nào. Và chúng ta biết được như vậy để chi? Để chúng ta thấy được cái nội lực của mỗi người học viên chúng ta. Mỗi một người chúng ta đó cũng giống như vậy đó. Chúng ta cũng có thể là trì giới đệ nhất, cũng giống như là ngài Ubali. Nếu chúng ta cố gắng nỗ lực mà tinh tấn trì giới, chúng ta cũng có thể là giải không đệ nhất, là chúng ta có thể học theo ngài Tu Bồ Đề, để chúng ta học cái hạnh nguyện của ngài, tức là chúng ta nhìn thấy tất cả vũ trụ là không có gì cả. Chúng ta thấy tất cả những cái vũ trụ không phải là không có gì cả, mà nó là một cái sự giả hợp. Giả hợp tức là có đó rồi không đó, nó là vô thường. Rồi chúng ta học được cái hạnh của Đức Mục Kiền Liên, là cái hạnh của cái sự hiếu hạnh. Mà cái hiếu hạnh của Đức Mục Kiền Liên là cái hiếu hạnh tiêu biểu cho cái tâm hạnh của chúng sanh. Mà cái tâm hạnh đó không riêng gì đối với gia đình, mà cái hiếu đó là cái hiếu cho nhân loại, cái hiếu đó đối với vũ trụ. Rồi chúng ta học được cái hạnh của những vị Bồ Tát, cái hạnh của Xá Lợi Phất là làm cho cái trí tuệ của chúng ta nó vững chắc. Mà trí tuệ muốn có đó, chúng ta phải học. Chúng ta phải học, chúng ta phải chiêm nghiệm, chúng ta phải suy tư, chúng ta phải thiền định để mà nó phát sinh ra trí tuệ. Chứ không thể là có cái học mà nó ở đâu mà chúng ta mua về rồi gắn vào trong cái đầu của chúng ta. Cho nên tất cả những vị đại đệ tử của Đức Phật là tiêu biểu cho cái con người của mỗi chúng ta. Vậy thì chúng ta muốn cái gì? Chúng ta muốn thông minh, chúng ta muốn trí tuệ, chúng ta muốn có giác ngộ, chúng ta muốn đi vào con đường tuệ giác của Đức Phật. Chúng ta phải học hỏi những cái bậc thánh chúng đã từng tu hành. Ví dụ, chúng ta học cái hạnh của ngài Ca Diếp. Ngài Ca Diếp là không có đua đòi, ngài khổ hạnh đầu đà. Chúng ta nào là xe hơi, rồi chúng ta có áo nọ áo kia, rồi chúng ta có nhà nọ nhà kia, rồi cuối cùng chúng ta bị cái vật dục đó nó kéo chúng ta khổ hoài. Bởi vì chúng ta có chiếc xe thì thấy bạn bè chúng ta có chiếc xe khác, chúng ta cũng cố gắng nỗ lực đi làm mọi chuyện để mua một chiếc xe khác đó. Rồi cứ như vậy, nhà cửa cũng vậy. Thậm chí có những người đó là có hàng ngàn bộ áo quần nhưng mà cũng không mặc, cũng chạy đua để mà có. Chúng ta học cái hạnh của đầu đà, có nghĩa là biết đủ tri túc, thì chúng ta sẽ an lạc, bỏ bớt đi những cái tham dục. Và bỏ bớt cái tham dục thì chúng ta sẽ giải thoát được Phật. Thì đó là những cái hạnh mà ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu, để cho tất cả chúng ta từng bước mà chúng ta đi vào cái tuệ giác của Đức Phật bằng những cái hình ảnh của các vị đại đệ tử. Còn nếu mà chúng ta không biết đó, thì chúng ta sẽ làm mọi chuyện mà chúng ta tưởng rằng tốt nhưng mà thật sự nó không tốt. Ví dụ như là chúng ta học cái hạnh của Đức A Nan. Cái hạnh của Đức A Nan á, mặc dù là một cái người mà ở bên Đức Phật tưởng rằng sẽ chứng quả, nhưng mà khi Đức Phật nhập diệt rồi cũng chưa chứng quả. Cái tâm ỷ lại đó không được. Chúng ta phải nỗ lực
chứ không đợi cái người đó. Cho nên có rất nhiều người ở trên thế gian này vẫn có cái ý lại đó. Mà cái ý lại đó là một cái con ma chướng mà nó làm chúng ta trì trệ lắm. Cho nên á, các bà vợ của các sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa đó, sau khi mà mấy ông mà đi vào trong cái trại giam của đất nước rồi đó, thì chúng ta mới thấy rằng mấy bà mới nỗ lực tự thân, chứ trước đây mấy bà vẫn ỷ lại mấy ông nuôi. Thì đó là cái điều mà chúng ta thấy rằng một cái pháp, một cũng là một cái pháp. Và vì vậy mà thưa với tất cả quý vị, chúng ta học từng vị như vậy đó. A Na Luật là một vị đại đệ tử của Đức Phật. Rồi chúng ta phải học cái biện luận của những cái vị đó để mà chúng ta có thể đem cái đạo vào đời, giúp cho mọi người hiểu được cái chánh pháp, mà từ đó chúng ta mới giảm bớt đi những cái đau khổ của thế gian. Và dĩ nhiên á, ai cũng muốn làm mọi chuyện ấy, nhưng mà họ phải có tài năng thì họ mới làm được. Mà muốn có tài năng thì chúng ta cần phải học. Cho nên chúng ta có nội lực thì chúng ta mới làm được việc. Còn nếu mà chúng ta chưa có nội lực á, thì không nên làm những cái việc, bởi vì nhiều lúc làm mà không có nội lực thì bị ma lực nó kéo. Và cho đến giờ phút này đó, chúng ta cũng học được nhiều cái hạnh. Ví dụ như là Đức Đại Đế A Dục. A Dục Vương á, là một vị vua được gọi là hộ trì chánh pháp. Mà chúng ta đã từng biết rằng chỉ có sự chiến thắng của đạo pháp mới thực là một cuộc chiến thắng vô thượng. Ai ai cũng nhờ cái cuộc chiến thắng ấy mà được an lạc. Đó là lời tuyên bố của vua A Dục đó. Sau khi ông trở thành một người đệ tử của Đức Phật, thì thưa với tất cả quý học viên đó, vua A Dục đã có một cái điều đặc biệt là trong lịch sử của thế giới có hàng ngàn vị vua và hàng trăm vị đại đế tự xưng là ngôi cao hoàng đế, là quốc vương v.v. Nhưng mà họ chỉ bừng sáng ở một chốc lát nào đó thôi, rồi họ lại nhanh chóng đi vào tàn lụi. Nhưng riêng với vua A Dục thì ngài đã tỏa sáng và sáng chói như một ngôi sao cho đến tận ngày nay. Thì truyền thuyết thì nói là hồi xưa đó, trên một đường du hóa thì Đức Phật Thích Ca đã gặp một cậu bé con nhà Trăm Anh ngồi giữa đường nhồi đất sét mà chơi, nạn thành một cái thành trì sông núi. Và cậu bé này thấy Đức Phật đi qua thì dâng cúng cái ngôi thành này cho Đức Phật và nguyện rằng sau này sẽ được thống trị muôn dân. Đức Phật tiếp nhận cái lời mơ ước này đó. Và rồi sau này đó, ở tại cái thành Pataliputra thì một vị vua xuất hiện. Đó là một sự kỳ công. 200 năm sau khi mà Phật nhập Niết Bàn, người mà cúng dường cái đất sét trong cái thành năm xưa tái sinh làm hoàng tử, trở thành vua A Dục. Về sau đã chinh phục bằng một bàn tay sắt. Ông đã trở thành một đại đế ở cái cõi Ấn Độ và là một bạo chúa A Dục. Thì hoàng đế A Dục là một vị vua thứ ba của triều đại Maryland. Ông sinh khoảng 304 trước Tây lịch tại thành Hoa Thị, là kinh đô của xứ Ma Kiệt Đà. Ông vốn là con cháu chín đời của vị vua ở tại nơi đây. Và chính vì vậy mà ông đã hành xử là một vị vua cai trị cái xứ Ma Kiệt Đà này. Ông lên ngôi lúc ông 35 tuổi và ông trị vì được 38 năm. Ông thọ khoảng 75 tuổi, 73 tuổi gì đó. Ông là vị vua vĩ đại nhất của lịch sử Ấn Độ. Ông là một vị hoàng đế đầu tiên đã cai trị và có một cái đế chế rộng rãi từ 273 đến 237 trước Tây lịch. Ông là một vị hoàng tử, là một vị vua xuất sắc cả quân sự lẫn các cái môn học khác. Khi mà trưởng thành á, thì ông chưa từng nếm mùi thất bại. Khi mà ông lên ngôi đó, thì ông mở nhiều cái cuộc xâm lăng đến bờ cổ của các quốc gia khác. Và ông sở hữu một cái đế quốc rộng lớn từ Ấn Độ cho đến Pakistan, Bangladesh, cho đến những cái vùng mà Afghanistan bây giờ, Iran chẳng hạn. Và cái hệ quả của những cuộc chinh phạt này là đẫm máu. Cuộc chiến thắng cuối cùng do vua A Dục cầm quân ấy, là diễn ra tại Kalinash, là nằm trên cái bờ biển của Ấn Độ. Và ở tại Kalinash này, ông chiếm đoạt và tiêu diệt khoảng 10.000 quân của vua A Dục bị thiệt mạng.
nhưng mà có khoảng 100.000 quân của phía Kalinas này là đã bị giết một cách dã man. 150.000 quân bị bắt làm tù binh. Nhưng mà cái kỳ diệu là sau cái cuộc chiến khốc liệt này đó, thì ông ở trên cái đỉnh cao của địa vị và thống lĩnh toàn bộ quân đội. Nhưng mà rồi ông cũng đã nhìn thấy cái sự chết chóc một cách kinh khủng đó. Thì tự nhiên trong một cái phút chốc nào đó, tâm tư của ông cũng đã hồi phục. Và khi mà ông đã hồi phục cái tâm tư của ông rồi đó, thì ông không còn thiết tha gì. Và ông trở về. Và khi mà ông trở về đó, thì ông đã cải tà quy chính. Nhưng mà có một cái câu chuyện, khi mà ông trở về quy chính đó, thì trước khi mà ông trở về đó, thì ở tại cái xứ đó, ông lập một cái nơi rất là tốt đẹp, giống như là một cái hoa viên mà người ta gọi là ái lạc viên. Tức là đây là một cái địa ngục trần gian. Bên ngoài đó thì trang trí cực kỳ đẹp đẽ, rồi có ao sang thất bảo, rồi có hòn non bộ, rồi có hoa thơm cỏ lạ, thì người dân mặc tình đi đó và thưởng thức. Nhưng mà bên trong đó thì nó có nhiều cái sự nguy hiểm, nào là rừng đao, nào là lò lửa, nào là vạc dầu, đủ thứ ấy. Mà kẻ nào mà đi lạc vào đó thì sẽ bị bỏ vào vạc dầu. Rồi những cái cung phi mỹ nữ ở trong cung á, mà cãi cọ với nhau cũng đem giết luôn. Cho nên á, tất cả những người nào mà lạc vào đây thì không bao giờ bước ra cả. Thì có một hôm đó, có một vị tỳ kheo đã bước vào ở nơi đây. Và rồi ông đi khắp thực, nhưng mà ông lại lọt vào trong cái ái lạc viên này. Và dĩ nhiên là ông cũng bị như những người khác là bắt trói lại và chuẩn bị hành hình. Thì ông này là ông vội vàng, ông khóc. Ông sợ quá, ông khóc. Thì ông chủ ngục nói là ông là cái ông tu hành mà, tại sao ông lại sợ chết tiếng đầu ông khóc. Thì ông này nói rằng tôi chẳng phải sợ chết, mà tôi mất đi một cái lợi ích cả một cuộc đời của tôi nên tôi bi ai. Thì ông nói rằng, ông chủ ngục hỏi rằng cái lợi ích nào, ông bày giỏi tôi nghe đi. Thì ông ta nói rằng số là tôi mới đi xuất gia đây thôi, chưa có chứng được đạo quả nào cả, mới có vài ba ngày thôi. Nhưng mà cái thân người này khó đặng, và Phật Pháp thì khó gặp. May mà tôi được gặp Đức Phật, nhưng mà là rủi xa vào cái chỗ địa ngục này, cho nên tôi là bỏ đi thân mạng mà tôi chưa được thành chánh quả, cho nên tôi tiếc. Vậy thì bây giờ ông có thể giúp tôi là khoan giết cho tôi một thời gian để tôi có thể tiếp tục tu hành trong vòng 7 ngày. Và nếu mà 7 ngày xong đó thì ông giết cũng không có muộn. Thì nghe nói như vậy rồi đó, thì ông ta mới được ông chủ tục cho phép sống ở đó 7 ngày. Và khi mà ông ngồi trong vòng 7 ngày đó, ông đã nỗ lực và tu chứng. Với cái sắc mặt của ông là dịu dàng, dung nhan thì đẹp đẽ, và ông quán tưởng đến những lời mà Đức Phật đã dạy, cho nên ông đã tổ ngộ cái tập nhiễm, liền chứng quả A-la-hán. Cho nên đến cái ngày thứ 7 đó là cái ngục tốt này bắt đem ông ra để mà bỏ vào chỗ dầu để mà nấu, y như là cái điều kiện. Thì khi mà bỏ vào chỗ dầu mà nấu thì ông này không có nóng hay là không có bị gì cả, mà chỗ dầu dù cho đốt hoài mà cũng không có lên. Cho nên chủ ngục quán hồn với đánh đập, mà còn đánh chừng nào thì ông muốn bình yên như vậy. Thì ông vội vàng, nghĩa là ngục chủ ngục này vội báo cho vua A Dục biết. Thì vốn là một cái người là hết sức là nóng nảy, vua A Dục nghe nói như vậy là cái điều đặc biệt, ông chạy tới ông coi. Và khi mà ông chạy tới ông coi thì ông thấy cái ông tỳ kheo này đã bay lên hư không, biến đủ là những cái phép thần thông. Và khi mà biến đủ những phép thần thông đó, thì ông ta lại tạo cho cái vần hào quang khiến cho vua A Dục hoảng sợ. Và vua đã nghĩ đây là một vị tiên nhân, cho nên nhà vua đã vội vàng quỳ xuống và quy ngưỡng. Thì khi mà quy ngưỡng như vậy rồi đó, thì ông tỳ kheo ông nói rằng hay lắm, hay lắm, đại vương đã tự hối mà biết quy y về Tam Bảo, thì đó là một phúc lớn cho quý ông. Và nói xong liền dùng cái thần thông trở lại. Và từ đó thì nhà vua đã bắt đầu trở về với con đường chánh đạo, quy y Tam Bảo, rồi bỏ ác làm lành, tâm tánh thì từ bi, rồi cứu người, thương vật, nên được mọi người ca tụng là Đạt Ma A Dục Vương. Hồi xưa là một vị đại đế mà người ta gọi là ác ma, bây giờ trở thành Đạt Ma. Đạt Ma là một cái người mà tu chứng, mà người tốt đẹp,
và ông giáo hóa. Ông là một cái người mà đem Phật pháp phát triển. Và chính ông cũng đã phái 256 vị cao tăng đi khắp xứ để mà truyền bá. Cho nên Vua A Dục là một cái người mà chiêm bái những cái thánh tích của Phật. Ông đã tạo nên cái trụ đá, những cái trụ đá mà sau này đó người ta khám phá ra là chính ông là cái người đã tổ chức, cũng như ông cũng đã có cái công kết tập kinh điển lần thứ ba. Kinh điển lần thứ nhất là do cái đức Ca Diếp sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Lần thứ hai là Ngài Ưu Bất Cúc La tổ chức sau 100 năm, và bây giờ đó, sau 215 năm thì Vua A Dục đã tổ chức để mà kết hợp kinh điển. Thì chúng ta nói như vậy để thấy được cái công năng thật sự của những vị đại đệ tử đã đem cái hình ảnh của Đức Phật đến cho tất cả thế gian qua những hình ảnh của những con người mà chúng tôi vừa nói. Và kính thưa tất cả quý học viên, Phật giáo Ấn Độ được ủng hộ nhiệt tâm của Vua A Dục đã dành một sự ưu đãi, tạo cái điều kiện rất là tốt đẹp để đem đạo vào đời. Thì Vua A Dục đã muốn chấn chỉnh đạo Phật nên Ngài đã mở ra những cái lớp giáo lý, thỉnh những vị như là Ngài Liên Đế Tu, Mục Kiền Liên, là những ngài mà đã có cái vấn đề mà đạt được những cái tâm minh, chứng được quả A-la-hán, làm chủ tọa trong cái cuộc là thông lọc kinh điển để mà kiết tập kinh điển. Cho nên cái cuộc kiết tập kinh điển mà 1000 vị A-la-hán kiết tập đó, thì Ngài Tu Đế, Mục Kiền Liên Tu Đế chứ không phải là cái Mục Kiền Liên hồi trước nha, thuyết sự để mà tạo nên một cái bộ Đại Tạng Kinh cho đến giờ phút này. Cho nên thưa với tất cả quý học viên, chúng ta nói như vậy để mà nhìn lại là Vua A Dục đã có một cái công hạnh truyền bá Phật pháp qua Tích Lan, bởi vì em của Vua A Dục cũng đã xuất gia và đi qua Tích Lan là Sri Lanka đó, để mà tu tạo và tạo nên một cái giáo đoàn rất là hùng hậu. Vua A Dục đã hướng dẫn người con là hoàng tử Mahinda và công chúa là Sihamiga để xuất gia làm tăng ni, gia nhập cái tăng đoàn, và sau đó được gỡ qua Tích Lan đến Hoàng Hóa vào giữa cái thế kỷ thứ 3 trước Kỷ Lịch. Cho nên ấy, chúng ta nói rằng dẫu là một con vua cai trị một đế chế rộng lớn đi nữa, nhưng mà cái quyền uy thì sinh sắc trong tay, nhưng mà kỳ thực là Vua A Dục vẫn là một đệ tử. Khi mà bỏ giáo thì thành Phật là vậy đó. Thì khi mà gọi là bỏ giáo thành Phật đó, thì chúng ta mới thấy rằng cái tâm đức của một con người khi mà chúng ta ngộ ra đó, thì giống như Kinh Hoa Nghiêm đã từng nói, khi mà chúng ta chưa ngộ thì chúng ta chưa biết Phật pháp, nhưng mà khi chúng ta ngộ rồi đó thì Phật pháp nó nằm ở trong tâm của chúng ta. Và vì vậy đó mà chánh pháp của A Dục Vương luôn tỏa chiếu ngời sáng khắp nơi. Nhiều bậc quân vương đã tiếp tục theo cái con đường hào hùng của Vua A Dục. Ví dụ chúng ta hôm trước chúng ta có nói đến Lương Võ Đế ở Trung Hoa, hoặc là Thánh Đức Thái Tử của Nhật Bản, cả cái vị Trần Nhân Tông của đất nước Việt Nam của chúng ta, hay là ông Bhumibol của Thái Lan, đã là những con người đã theo cái chân của Vua A Dục mà kế thừa cái công hạnh đem Phật pháp truyền trao khắp nơi. Cho nên chúng ta là những người học viên, chúng ta phải có một cái niềm hãnh diện, một niềm tự hào là sau 2600 năm, những đóng góp của biết bao nhiêu vị tổ sư, những vị gọi là thập đại đệ tử của Phật, rồi những vị như là Vua A Dục còn ảnh hưởng rất là mạnh trong cái đời sống của chúng ta ngày hôm nay. Cho nên ngày hôm nay chúng ta ngồi đây, tất cả các học viên ngồi đây, và chúng ta đã thấy những cái trụ đá còn đó, đó là một chứng tích lịch sử, đó là cái sự thật, đó là cái điều mà chúng ta dễ dàng nghĩa là kiến tạo để cho ngày hôm nay, để cho ngày mai, để cho muôn đời sau cái Phật pháp còn lưu truyền. Thì thưa với tất cả học viên, giờ phút này thì chúng ta cũng đã quá cái giờ, thì chúng tôi cũng xin nguyện cầu cho bánh xe Pháp Luân mà nó luôn luôn luân chuyển để mà hôm nay, ngày mai và mãi mãi về sau, cái ánh sáng giác ngộ nó luôn luôn tồn tại, cái từ bi trí tuệ của Đức Phật nó chiếu rọi từng cái tâm của mỗi học viên. Và từ mỗi học viên, chúng tôi hy vọng
quý vị là những người Phú Lù Na, quý vị là những người Ca Chi Duyên, quý vị là những người mặc hạnh đệ nhất, quý vị là những người tâm từ bi và trí tuệ như là Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất. Quý vị có thể hiểu được cuộc đời này là giải không đệ nhất của Tu Bồ Đề. Quý vị có thể là một người khổ hạnh như là Đại Ca Diếp. Và quý vị có thể là mặc hạnh như là Ngài La Hủ La. Và đa văn trí tuệ như là Ngài A Nan, để cho chúng ta phát triển tâm lành, để chúng ta cũng trở thành một vị Phật tương lai. Bởi vì nếu chúng ta trở thành một vị Phật tương lai thì chúng ta sẽ mang đến cho thế gian này, mang đến cho xã hội này những điều an vui và hạnh phúc. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính chúc tất cả các học viên được dồi dào và an vui tự tại. Và thưa tất cả quý học viên, giờ phút này thì chúng tôi xin mời quý học viên có thể đặt câu hỏi và từ đó thì chúng ta có thể chia sẻ với nhau. Xin mời quý học viên. Thưa thầy, tôi có một câu hỏi. Địa ngục có hay là không? Dạ vâng. Dạ thưa, địa ngục có hay không? Thì điều này đó, chúng ta phải đi lại với những cái bộ kinh mà Đức Phật cũng như là chúng ta thường tụng kinh Địa Tạng. Kinh Địa Tạng thì nói có địa ngục vô gián. Chúng ta thấy có nhiều cái hiện tượng của địa ngục nó đã phát sinh. Nhưng mà với một con mắt trí tuệ đó thì chúng ta khó có thể nói rằng địa ngục có hay không ở trong cái ngôn ngữ của trần gian. Nhưng mà bây giờ chúng tôi có thể diễn tả như thế này để cho quý học viên có thể thông cảm mà hiểu được cái địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh là những cái con đường nó như thế nào. Bây giờ đó, chúng ta cứ hình dung như thế này. Đối với một người làm mọi cái tội lỗi trên thế gian, đối với một người mà tạo mọi cái sự đau khổ cho nhân loại đó, thì cái người đó họ sẽ bị bắt nhốt vào trong cái địa ngục của trần gian. Cho nên á, cái người đó đó, họ nhìn cái địa ngục là cái nơi mà đã chôn họ trong bốn bức tường. Thì dưới con mắt quán chiếu của Đức Phật, địa ngục có đối với những người đã phạm pháp. Còn đối với những học viên, đối với tất cả chúng ta, chúng ta đâu có phạm pháp đâu mà chúng ta sợ địa ngục. Bởi vì chúng ta không có phạm pháp, thành thử ra chúng ta không có cái hình ảnh của cái sự bắt giam. Và dĩ nhiên á, dù là chúng ta có nghe nói có địa ngục đi nữa thì đối với chúng ta nó cũng không ảnh hưởng gì cả. Bởi vì chúng ta không có tạo ra cái nghiệp ác thì chúng ta đâu có sợ cái địa ngục. Bởi vì địa ngục nó đâu có bắt giam những cái người bình thường như chúng ta. Cho nên, thưa quý học viên, cái chữ địa ngục nó có thể hình dung ra là một cái hiện tượng có thể có đối với người nọ mà không có đối với người kia. Là bởi vì nó có cái hình ảnh của một cái nhà giam đối với những cái kẻ phạm pháp. Nhưng mà cho dù có nhà giam xây cùng khắp mà chúng ta không phạm pháp thì chúng ta cũng đâu có sợ cái nhà giam. Đó là chúng ta nói về cái lý thuyết. Còn đối với cái cuộc đời này đó thì cái địa ngục nó có chứ. Nó có là bởi vì chúng ta đã nghe kinh Phật đã giảng trời, người, Atula, ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh. Vậy thì tám cái con đường đó nó luân chuyển trên cái ngũ thú sa bà này. Và vì vậy mà khi đi vào cái con đường địa ngục đó, thì chúng ta biết rằng đó là một cái con đường nó nhốt chúng ta ở trong một cái vòng khổ não luân hồi. Mà chúng ta đang sống ở trong cái kiếp sống hiện tại, thường thường chúng ta cứ nghĩ rằng địa ngục là khi chết rồi mới là địa ngục. Nhưng mà địa ngục thật sự nó chỉ là một cái hình ảnh của tâm thức chúng ta. Khi mà chúng ta đang ở trong một cái thời điểm với một cái trạng thái, với một cái tư duy và hành động của một con người thánh nhân,
có người bố thí, có người hành hoạt của cái sự thiện lành, thì chúng ta đang ở trong một cái cõi, một cái cảnh giới của chư thiên hay là loài người. Nhưng mà khi chúng ta sống trong cái tâm bỏng sáng, chúng ta sống trong một cái sự dài vò, thì đó là chúng ta đang bị giam mình trong cái tình cảnh của địa ngục. Bởi vì cái địa ngục nó cũng có thể diễn đạt giống như là mỗi một con người chúng ta đang sống ở trong một cái cảnh giới mà gia đình đâm chém với nhau, nói những lời ác, tạo những cái việc không lành, sát hại với nhau. Nó giống như là một cái cảnh mà con người chỉ biết sống và chém giết với nhau, thì đó là cái địa ngục. Cho nên cái này nó cũng là một cái tâm thức biến. Và khi gọi là tâm thức biến đó, thì chúng ta mới thấy rằng cái địa ngục đó nó là một cái cảnh giác cao độ cho những người học viên của chúng ta đừng bao giờ phải sa chân vào địa ngục. Khi mà nói đến địa ngục á, là chúng ta phải biết rằng đó là một cái nơi nó không tốt lành gì. Mà nó không tốt lành gì đó thì không ai dạy gì, không ai có trí tuệ mà bước vào con đường địa ngục. Thì quý học viên có thể mở cuốn kinh Địa Tạng ra và ngồi thiền để mà đọc cuốn kinh Địa Tạng đó, thì chúng ta mới thấy được địa ngục thì nó có rất nhiều. Địa ngục thiết vi, địa ngục vô gián, nghĩa là nó ở trong một cái tâm thức của con người như vậy. Nhưng mà nó cũng là một cái địa ngục ngay trong cái tâm thức hiện tại của chúng ta. Để từ đó chúng ta phải, nghĩa là chư ác mặc tác chúng thiện phụ hành, bỏ đi những cái điều ác để không vào địa ngục, mà phải làm những việc lành để bước vào cái thế giới thứ hai. Đó là thế giới của tâm thức, đó là thế giới của tịnh độ. Bởi vì địa ngục và thiên đàng nó chỉ là một cái bức màn của tịnh độ và uế độ. Nếu chúng ta không biết thì chúng ta sẽ bước vào cái thế giới của uế độ. Uế độ là địa ngục. Nhưng mà nếu chúng ta biết, chúng ta sẽ bước vào cái thế giới của tịnh độ, là trong sạch, là hiền hòa, là yêu thương và từ ái. Thì cái điều này hy vọng là quý học viên có thể hiểu rõ hơn về cái địa ngục. Còn chúng ta nghiên cứu thêm thì có lẽ là chúng ta sẽ có một thời lượng dài hơn. Rất là cảm ơn câu hỏi rất là chí lý này. Và quý vị nào có cái câu hỏi thứ hai ha, ba? Một câu hỏi nữa là sám hối có hết tội hay không? Dạ, câu hỏi này cũng rất là đặc biệt đó. Bởi vì sám hối có hết tội hay không á, là chúng ta phải hiểu cái chữ sám hối thì chúng ta mới biết rằng nó hết tội hay không. Thực tế thì Đạo Phật đó, chúng ta có những cái lễ sám hối vào các cái ngày 14, ngày rằm hoặc là ngày 29, 30, 1, tùy theo các chùa tổ chức. Thì cái sám hối này đó là chúng ta dùng những cái từ ngữ để hiểu được cái chữ sám hối trước khi mà chúng ta giải thích cái chữ sám hối. Cái chữ sám hối là karma. Cái chữ sám là sám kỳ tiền khiên, hối kỳ hậu quá. Tức là mình sám lại, mình phải nhìn lại những cái tội lỗi trước đây để mình hối hận, mình phải tìm mọi cách để mà chừa những cái chuyện đó nó xảy ra mai sau, là sám hối. Vậy thì sám hối có hết tội hay không? Đó là một câu hỏi chí lý vô cùng. Bởi vì tội là gì? Tội là cái điều mà chúng ta làm tổn thất, đau khổ và đem đến cho mình và đem đến cho người, đem đến cho vạn vật những điều đau khổ bằng những cái hành nghiệp của mình, bằng những cái hành động của mình, bằng có thể lời nói, việc làm của mình. Thì cái đó là cái tội. Vậy thì bây giờ mình muốn hết cái tội đó thì mình sám hối có được hay không? Thì điều này đó, nó cũng giống như là cái tâm thức của chúng ta đó. Được mà cũng không được. Thật ra thì nó là sám hối hết tội hay không thì cái điều này đó, chúng ta phải hiểu rất là rõ. Sám kỳ tiền khiên, tức là mình phải nhìn lại cái hành động của mình trước đây đó, để mình phải ngăn ngừa chừa những cái hành động mà sau này. Ví dụ như là mình ăn cắp. Ăn cắp đó là cái hành động mình đã tạo. Và bây giờ đó, mình sám hối có nghĩa là mình quỳ xuống, mình hứa rằng mình không có ăn cắp nữa. Không có ăn cắp nữa, không có làm những cái tội lỗi đó nữa. Thì đó là cái hối. Vậy thì cái sự sám hối là một cái hành động để mà mình đối trước Đức Phật
hay là mình đối trước một cái vị thánh tăng nào đó, mình hứa với lòng mình là con không làm cái điều đó nữa. Thì khi mà con không làm cái điều đó nữa thì tức khắc là con không có tội. Nhưng mà thật sự đó, nếu mà mình nói là mình làm mà mình không có tội đó, thì nó lại trái với cái nhân quả. Nó trái với nhân quả. Bởi vì anh đã gieo một cái hạt giống, thì trước sau gì cái hạt giống đó nó cũng sẽ là một cái hạt giống của cái mà anh gieo. Anh gieo cái lời nói yêu thương, anh sẽ đạt được những cái sự chăm lo của người khác. Nhưng mà anh gieo một lời thù hận, anh sẽ bị những lời chửi mắng sau này. Cho nên đó, cái nhân quả đối với thế gian này không bao giờ sai. Anh giết một người đó, thì cái hậu quả của anh giết một người đó không thể nào mà vào anh sám hối trước Phật mà anh tiêu trừ cái chuyện mà anh giết người. Nhưng mà cái sám hối nó có một cái điều là khi mà anh đã bước vào cái ngôi chùa trước Đức Phật anh sám hối đó, có nghĩa là anh ăn năn. Mà khi anh ăn năn đó thì anh lại là một người cố gắng nỗ lực làm hết tất cả những cái tốt đẹp để mà bù trừ cho cái sự kiện mà anh đã từng tạo ra. Và như vậy đó thì anh không có một cái sự đau khổ. Nhưng mà cái vấn đề tất cả cái điều thiện mà anh làm đó, nó có thể là nhiều hơn cái tội lỗi, thành thử nó có thể là tiêu trừ bớt. Ví dụ như là một cái ly nước là một cái vấn đề thiện, muối là cái điều ác. Bây giờ mình đã làm một cái hạt muối, nó bỏ vào một cái ly nước đó, thì dĩ nhiên là cái nghiệp báo của anh nó sẽ là một cái ly nước mặn. Nhưng mà bây giờ anh biết tu tạo, anh cố gắng làm thêm nhiều nước, và cái nghiệp chướng của anh từ một cái muỗng muối đó nó vẫn là một cái muỗng muối, còn cái ly nước này bây giờ nó biến trở thành một cái tô nước hay là một cái thao nước, thì chắc chắn là cái muối đó nó vẫn còn tồn tại đó, nhưng mà nó loãng đi hết một chút xíu. Rồi bây giờ anh tạo nhiều cái phước duyên đó, thì cái nước đó nó trở thành một cái ao hồ sông lạnh, thì cái hạt muối đó nó không có nghĩa gì cả. Và vì vậy sám hối là mình trở lại với cái hành động thiện của mình. Và khi mình đã làm việc thiện đó thì nó có thể bù trừ qua những cái tội lỗi mà mình đã gây ra. Ví dụ như bây giờ mình ăn cắp 100 đồng. Nhưng mà mình biết, bởi vì khi mình sám hối là mình biết là ăn cắp là tốt, là xấu. Bây giờ mình phải đi bố thí 100 đồng cho người khác, mình đi bố thí 1.000 đồng cho người khác, mình bố thí 1 triệu đồng cho người khác. Thì như vậy đó, cái công đức bố thí của mình á, nó xoa dịu cái ăn cắp của mình. Hồi xưa mình lỡ lầm mình không biết, thì cái đó nó được gọi là tạm thời nó xóa đi, nó có thể tiêu trừ được những cái lỗi lầm mà anh đã làm trong quá khứ. Nhưng mà thật sự ở một cái mức độ nào đó nó vẫn còn đó chứ không phải là không. Nhưng mà bởi vì cái phước lực của anh nó quá lớn, thành thử là cái nghiệp báo anh nó không còn lớn. Cho nên nói đến cái chuyện mà sám hối đó, ở trong Trung Bộ Kinh có một cái câu chuyện rất là hay. Khi mà ông quan đó, ông yêu cái bà vợ của ông tướng quân. Bà vợ ông tướng quân rất là đẹp, mà ông ta rất là thương yêu, mà không biết làm sao, bởi vì ông kia đó là quan của mình. Cho nên ông tướng này ông cứ tìm cách ông giết cái ông chủ tướng. Khi mà ông giết cái ông chủ tướng đó, thì cái bà vợ đó bà biết bà vợ bà có một đứa con trai, nhưng mà bây giờ vì quyền uy của ông này, bà phải chấp nhận làm thiếp cho ông này. Thì đứa con trai đó nó tìm mọi cách sau này nó lớn lên để mà nó trả thù. Nhưng mà khi cái ông này giết cái người chủ tướng của mình rồi đó, thì ông này ăn hận và đi tu. Mặc dù ông đi tu và ông làm mọi cái công đức, có nghĩa rằng hàng ngày ông đi đắp đường, xây dựng nhà cửa cho người khác. Nhưng mà cái người con lớn này sau bao nhiêu năm họ vẫn tìm ra, mà cái người con này muốn trả thù bởi vì ông này đã giết cha nó. Thì khi mà cái người con trai này đến thấy cái ông này và tuốt gươm muốn chém ông này, thì ông này nói rằng: tôi xin người đừng có chém tôi trong lúc này, để tôi hoàn thành cái công đoạn, tôi đục cái núi này để mà nó trở thành một cái đường cho mọi người lưu thông, rồi sau đó ông giết tôi thì được. Và ông cố gắng hàng ngày ông cứ làm như vậy, ông cứ làm như vậy, ông cứ làm như vậy.
và cái người thanh niên đó ở gần ông để mà canh ông, để sợ ông trốn. Nhưng mà rồi lần lần ông cõng quá được người thanh niên này, rồi cuối cùng người thanh niên này chẳng những không giết mà rồi cuối cùng nhận ông trở lại một người thầy. Thì thưa quý vị, cái công việc của mình á là mình làm sai. Trên đời này không có ai mà không làm sai. Nhưng mà khi mình làm sai, mình biết mình làm sai, rồi từ khi mình biết mình làm sai rồi đó, mình cố gắng nỗ lực để rồi từ đó mình có thể thay đổi, thì tất cả những cái sai đó nó có thể nhẹ nhàng hơn, bởi vì cái phước lực của mình nó cao. Rồi chúng ta đã thấy được những cái phước đức nó lớn, cho nên rồi cuối cùng nó có thể hóa giải được. Thì đó là cái điều mà chúng tôi muốn ngắn gọn, và hy vọng là chúng ta đọc thêm những cái tài liệu để rồi từ đó chúng ta rút thêm những cái kinh nghiệm. Nhưng mà chúng ta có thể nói rằng sám hối cũng có thể tiêu trừ nghiệp trước, nhưng mà cũng không thể tiêu trừ nghiệp trước. Bởi vì tiêu trừ nghiệp trước, nếu quý học viên biết sám hối để từ đó chúng ta tiến tu trên con đường phạm hạnh, để từ đó chúng ta chừa đi những cái lỗi lầm đã làm và cố gắng làm những cái việc thiện để bù đắp những cái lỗi lầm, thì cái đó chúng ta có thể hết tội. Nhưng mà chúng ta sám hối thì đi sám hối hàng ngày, hàng tháng, đi sám hối thì đi cho vui vậy thôi, chứ còn không biết gì cả, thì cái tội nó vẫn còn nằm đó. Thành thử ra nó cũng tùy thuộc cái bản thân của mình. Đó là cái điều mà chúng tôi xin được đưa ra để cho tất cả quý học viên lưu tâm. Và chúng ta cũng còn mấy phút nữa thì quý học viên có thể tự nhiên đưa thêm câu hỏi ạ. Thưa thầy, tôi có một câu hỏi khác nữa là Nikaya và Aham là kinh gì? Nikaya, dạ. Dường như là cái câu này cũng đã được hỏi trong cái bài học kỳ trước, nhưng mà có lẽ là chúng ta không có đủ giờ. Thật sự thì Nikaya là bộ kinh, trường bộ kinh. Và kinh Aham thì cũng là bộ kinh đó. Nhưng mà Nikaya là cái bộ kinh quan trọng nhất trong Phật giáo Nguyên Thủy. Nó là một cái bộ kinh mà đã được nghiên cứu và đã được căn cứ vào đó như là cái giáo pháp vi diệu và tồn tại cho đến ngày hôm nay, để chúng ta chứng thực là những lời nói đó nó được phát xuất từ kim khẩu của Đức Thích Ca Mâu Ni. Và Nikaya đó nó được chia thành 5 bộ. Nó là trường bộ kinh, trung bộ kinh, rồi tăng nhất á hàm, rồi tiểu bộ kinh, tăng chi bộ kinh. Thì tất cả những cái bộ kinh đó nó nói tùy thuộc vào những cái kinh dài, kinh ngắn, kinh trung, hay là những cái kinh mà được tập hợp với những cái bộ kinh sớ sao, những cái bộ kinh mà nó có cái tính chất khuyến dụ. Nhưng mà tất cả những cái bộ kinh đó mình nói là nói bộ kinh đó, nhưng mà nó dài lắm, nó lớn lắm, nó là một trường bộ kinh, thì dĩ nhiên là cả một đời của mình học cũng không hết đâu. Rồi trung bộ kinh, rồi tăng chi bộ kinh, tăng nhất á hàm. Được, nói đến cái chuyện mà kinh á hàm đó, thì kinh á hàm thì cũng rút từ đó đó. Nhưng mà á hàm lại có chia là 4 thôi. Và á hàm á, thì họ có một cái khuynh hướng là bắt truyền để mà dùng những cái bộ kinh này đó đi giảng thuyết pháp về cái hướng phía Bắc. Và bắt truyền dùng kinh á hàm cũng là cái lý luận, nhưng mà họ chia làm 4 chứ họ không chia làm 5. Tăng nhất á hàm, trường á hàm. Thì đó là những cái bộ kinh mà chúng tôi nghĩ rằng điều này đó nó không có gì khác nhau ở trong cái nội dung. Nhưng mà kinh Nikaya và kinh á hàm nó là một cái bản kinh được phát xuất từ những cái lời của Đức Thế Tôn. Do đó chúng ta ghi nhận rằng kinh Nikaya và kinh A Hàm nó có những cái nội dung gần như tương tự, gần như tương tự. Nhưng mà khi mà Đại chúng Bộ đi theo cái hướng của phía Bắc có một vài cái sự thay đổi, nhưng mà cái sự thay đổi nào nó cũng không có đi ngoài ba cái tiêu chuẩn chính là Tam Pháp Ấn. Mà Tam Pháp Ấn thì chúng tôi đã có dịp thưa với tất cả quý học viên rồi, tức là vô thường, vô ngã và khổ không. Cho nên á, dù rằng Tam Thiên Đại Thiên, dù rằng 84,000 pháp môn của Đức Phật cũng không ngoài ba cái điểm mấu chốt gọi là Tam Pháp Ấn. Mà nếu
chúng ta có đi ngoài cái con đường đó, chúng ta có đi sai lệch với con đường đó, thì cái đó không phải là chính kinh. Do đó khi mà chúng ta đọc kinh, những thánh điển của Đức Phật, chúng ta cần phải có một cái trí tuệ của vị A-la-hán Xá Lợi Phất để chúng ta soi rọi có phải là đúng kinh đó hay không. Bởi vì ví dụ như chúng ta nói rằng Đức Phật đã nói rằng vô thường, vô ngã, khổ không, mà bây giờ có một quyển kinh nói rằng anh đọc đi anh sẽ được trúng bao nhiêu tiền, bao nhiêu bạc, thì mình đọc xong là mình biết là cái kinh này nó không phải là kinh Phật. Bởi vì đó, kinh Phật không đưa ra cho chúng ta cầu, chúng ta không mong, chúng ta không thể đọc cái bộ kinh này là ngày mai anh có được bao nhiêu vàng, anh có được bao nhiêu tiền, anh sẽ được may mắn đó kia, cái chuyện đó là không có. Bởi vì mình soi chiếu với cái quán chiếu của trí tuệ Bát Nhã, chúng ta thấy rằng tất cả đều không thì làm gì mà có. Cho nên cái điều này cho chúng ta thấy rằng kinh Phật thấy được cái giá trị vô biên đó. Do đó thì thưa với quý học viên, thì Nikaya và A Hàm thì quý vị cũng nên nghiên cứu thêm, và có lẽ là chúng tôi sẽ soạn thêm để mà đưa ra những cái chi tiết để quý học viên có thể hiểu được. Nhưng mà bây giờ trong cái chương trình học của chúng ta thì chúng ta chỉ biết nó là như vậy để chúng ta từng bước, còn bây giờ mà nói thêm nữa thì nó rất là rộng. Mà khi nó rộng á, thì chúng ta không có nắm hết được cái ý thì nó rất là uổng tiếc. Và đó là cái điều mà chúng tôi xin thưa với tất cả quý học viên. Và bây giờ thì có lẽ là chúng ta cũng đã hết giờ. Xin mời anh Quảng Hải chuẩn bị cho chúng ta có cái lễ hồi hướng. Và xin mời tất cả quý học viên cùng với chúng tôi hồi hướng cái công đức này đến cho tất cả mọi chúng sanh đều được trí tuệ và giác ngộ từ bi của Đức Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh Phật đạo. Xin trân trọng kính chúc tất cả quý học viên được thân tâm thường an lạc. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Không làm mọi điều ác, thanh tự chính lời chư Phật dạy.